Bhagavan Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supattipanno Bhagavato Sawakasangho Sanghang Cõi Bồ Đề trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bát thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân. Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành. Hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh sa môn. Thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, đã chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là xong cái phần lễ bái tóm tắt cái phương pháp dinh dưỡng như thế nào, sinh hoạt như thế nào và những cái thuốc để cần phải có. Đó là đạo, tức là con đường Bát Chi Thánh Đạo, con đường có 8 phần tử mà chúng ta cần phải thực tập. Khi mà thực tập mà thành công rồi, xuyên suốt rồi thì chúng ta không còn có tái sinh luân hồi, tức là không còn khổ nữa. Còn tái sinh luân hồi là còn khổ. Và chúng ta cũng nhớ đó là một cái giống như một cái bài thuốc có 8 vị, phải uống đầy đủ, không có cái bài vị nào mà quan trọng hơn cái nào, không bỏ được cái nào hết. Đó là con đường chúng ta đi, giống như là chúng ta đi trên con đường có 8 cái món hành trang, đeo cái túi ba lô thì trong đó có đầy đủ 8 món cần dùng và phải dùng đủ cả 8 món đó. Có khi thì mình cần cái món này, có khi cần cái món kia, giống như dụng cụ mình đi đi đường, đi băng rừng, băng núi. Có khi thì gặp cái trở ngại này thì mình dùng cái dụng cụ này, có khi gặp cái trở ngại kia mình dùng cái dụng cụ kia. Nhưng mà lúc nào ở trong cái ba lô cũng phải có 8 cái món đó mà mình phải biết sử dụng cho thuần thục thành thạo để mà tùy cơ ứng biến. Và đó là con đường duy nhất, nếu mà không có nói con đường nào khác. Đôi khi có những cái bản dịch có thể đề cao cái pháp này pháp kia, nhưng mà chúng ta đọc lại chúng ta thấy xuyên suốt trong 45 năm hoằng pháp thì Bát Chi Thánh Đạo, con đường có 8 chi 8 phần tử, đó là con đường duy nhất để giải thoát giác ngộ. Và trong những cái lời dặn cuối cùng trước khi Ngài nhập diệt thì Ngài cũng có khẳng định lại như vậy. Ở nơi nào mà còn có người hiểu và hành Bát Chi Thánh Đạo thì nơi đó có bốn quả thánh, tức là dự lưu, nhất lai, bất lai và a la hán. Ở nơi nào không có thực hành Bát Chi Thánh Đạo thì nơi đó không có bốn quả thánh giải thoát. Thì đó là cái bốn quả thánh giải thoát, là cái chủ đề mà chúng tôi xin chia sẻ ngày hôm nay. Và chúng ta cũng thấy được sau khi Ngài giảng bài kinh đầu tiên, trong năm anh em đạo sĩ Kiều Trần Như là năm người bạn đồng tu với Ngài Bồ Tát khi Ngài còn tu khổ hạnh trên con đường tầm đạo, thì chỉ có một người người canh anh cả thôi, là mở pháp nhãn, là thấy được cái hiện tượng sinh diệt, nhớ nhoáng thấy niết bàn. Cái cụm từ đó là về sau này thì được hiểu đó là chứng đắc cái quả đầu tiên, quả dự lưu, nhập cái dòng sông.
Dòng sông đó là gọi là dòng sông giải thoát, tức là chỉ đi một hướng thôi, xuôi về một hướng về biển cả, không có đi ngược lại. Và cái vị nào đã nhập được cái vòng dòng sông đó thì không còn tái sinh vào cảnh khổ nữa. Chỉ là do cái nghiệp duyên thì chưa có hoàn tất thì có thể tái sinh tối đa là 7 lần, tối đa 7 lần. Nhưng mà không có cảnh khổ, tối đa trong cái cảnh trời hoặc cảnh người thôi. Rồi chúng ta còn nhớ trong cái phần trình bày về quan niệm vũ trụ của Phật giáo thì chúng tôi có nói chúng ta có tất cả 6 cõi. Hai cõi sướng là cõi người và cõi trời. Và bốn cõi khổ là cõi Atula, ngạ quỷ, thú vật và cõi địa ngục. Thì bốn cái cõi khổ đó, nếu mà một vị nào mà đã nhập cái dòng thánh giải thoát rồi thì không tái sinh vào bốn cái cõi khổ đó nữa. Và tối đa tái sinh tối đa 7 kiếp, có nghĩa có thể có một kiếp thôi, 2 kiếp mình không biết được, tùy theo cái sự tinh tấn với lại cái nghiệp duyên của cái vị đó. Nhưng mà tối đa là 7 kiếp. Rồi Đức Phật ở lại đó, ba năm vị đệ tử đó sinh năm cái vị đồng tu phạm hạnh của anh em Kiều Trần Như mới sinh làm đệ tử của ngài. Và ở đó ngài giảng giảng đi giảng lại nhiều nhiều ngày, thì bốn cái vị em kia mới đắc cái quả đầu tiên, quả dự lưu. Và sau khi đắc quả dự lưu rồi thì Đức Phật giảng cái bài kinh thứ hai cho năm anh em Kiều Trần Như, đó là cái bài kinh Vô Ngã Tướng, giảng thêm chi tiết về thế nào là cái tập, cái nguyên nhân của năm cái thủ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Giảng thêm để thấy rõ cái năm cái yếu tố mà cấu tạo nên con người, mà thành cái tôi cái ta mà chúng ta cho chúng ta có sự hiện diện trên cái cõi đời này. Thật sự ra là cấu tạo của phần tử đầu tiên là mình hiểu là thân và tâm, danh và sắc, tức là có một cái thân vật lý, một cái xác thịt, cái cơ thể, và có cái sự chuyển động của một cái phần mà không thể cân đo đong đếm được, mà biết có. Đó là phần nhận biết, cái phần suy tưởng, suy tư là phản ứng như thế nào, cái cảm giác, cảm thọ như thế nào, đó là thọ tưởng hành thức. Bốn cái chi đó, bốn cái phần đó là tạo thành một cái mình gọi là cái phần tinh thần, cái thân thể vật lý, mình gọi là cái thân thân xác. Không có cái tôi cái ta trong đó, không có cái ngã, và nó thay đổi luôn luôn. Để mình chấp nó, mình cho nó có cái gì thường tồn, mình có thể khống chế được nó, mình muốn cho nó như thế này thế kia thì mình mới khổ. Thì đó đây là cái phần lý thuyết, còn phần thực hành thì tùy theo cái sự tinh tấn với lại cái cơ duyên của mỗi hành giả, chúng tôi không dám lạm bàn. Nên là bởi vì chúng tôi cũng vẫn là một phàm nhân thôi, một cư sĩ, một phàm nhân cư sĩ, phàm phu tục tử thôi, chưa có nhập dòng thánh. Thì sau khi ngài giảng cái bài kinh thứ hai thì năm anh em Kiều Trần Như đều đắc cái quả A La Hán, quả cao nhất là không còn có tái sinh luân hồi nữa, đây là cái kiếp cuối cùng. Và lúc đó trên thế gian có 6 vị A La Hán. 6 vị A La Hán tức là Đức Phật là một và năm anh em Kiều Trần Như nữa, cộng lại là 6. Mình nữa ra mình nhớ A La Hán cũng có một cái mức độ giác ngộ hiểu như là một cái vị Phật toàn giác, không còn tái sinh luân hồi nữa. Nhưng mà có thể cái tuệ, nhất là cái phần cái khả năng để giáo hóa chúng sinh thì không bằng. Nhưng mà nói về cái phương diện không có tái sinh luân hồi nữa, theo cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Sơ Kỳ là tương đương. Vì vậy mà hồi nãy chúng tôi có tụng, chúng tôi có nói trong những cái chính cái hồng danh xin lỗi, chúng tôi có tụng Tán Dương Tam Bảo, thì vì Tán Dương Phật Bảo, chúng tôi có nói ra chính cái ân đức hay là cái hồng danh của Đức Phật, trong đó là có vị ứng cúng, tức là một cái bình dịch ra từ cái chữ A-la-hán. Rồi Đức Phật là một A-la-hán. A-la-hán chưa hẳn là Phật, nhưng mà Phật là A-la-hán, chúng ta nhớ như vậy. Nếu chúng ta nhìn về cái phương diện giải thoát giác ngộ. Thì đó trong lúc đó có trên cõi thế gian này có 6 vị A La Hán. Rồi Đức Phật mới nhớ lại cái lời hứa với ngài Kiều Trần Như, xin lỗi, lời hứa với vua Bình Sa
là khi mà ngài còn là một đạo sĩ, có đi tầm đạo thì có gặp vua Bình Sa, thì có quen thân với lại cha của ngài Bồ Tát, là hai vị vua, rồi cái này đó cũng có biết biết ngài Tất Đa. Thì ngài vua Bình Sa mới mời vị Tất Đạt Đa về để phụ với mình mà lo cai trị quốc vương, để lo cai trị xứ sở Ma Kiệt Đà. Nhưng mà ngài Bồ Tát từ chối, nói rằng là ngài xuất gia tầm đạo chứ không phải là để bất mãn cái gì mà đi đi tìm những cái quyền lực. Thành thử ra ngài vua Bình Sa mới nói khi nào mà ngài Bồ Tát đắc đạo thì xin thỉnh về, mời về chơi viếng. Thì Đức Phật nhận lời. Thành thử ra ngài sau 3 tháng hạ đầu tiên an cư ở vườn Nai đó, thì ngài mới nhớ lại cái lời hứa đó, thì ngài mới quyết định đi về cái hướng thành Vương Xá, là thủ đô của quốc gia Ma Kiệt Đà, để mà thăm vua Bình Sa. Thì từ vườn Lộc Uyển ngài đi ngược trở lại hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, đó là cái con đường để mà đi đến Vương Xá. Thì tại một cái đồi gần Bồ Đề Đạo Tràng Gaya-si-sa, thì ngài có gặp 1.000 đạo sĩ thờ thần lửa. Ngài thấy họ đã đầy đủ cơ duyên thì ngài mới dạy, ngài dạy lại. Nhưng mà bởi vì họ thờ thần lửa thì ngài dựa vào đó mà ngài giảng. Thay vì ngài nói về thủ 5 cái uẩn thì ngài nói về 6 căn. Tức là con người chúng ta đó, theo cái nhìn của người Ấn Độ, cái hiểu của người Ấn Độ thời đó, và cũng chúng ta vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay, tức là biết được cái thế giới bên ngoài hoặc là bên trong chúng ta là qua 6 cửa thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và khi tiếp xúc với 6 đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, thúc, xúc, pháp, thì tạo ra 6 cái thọ, và từ đó 6 cái thức, cái nhận biết như thế nào, và chúng ta có những cái phản ứng thuận nghịch. Và ngài nói nó đang bị đốt cháy, bị khổ sở là bởi vì lửa tham, lửa sân, lửa si. Thì cái đó phải biết, chứ không phải thờ một cái vị thần lửa nào bên ngoài có quyền năng để mà khống chế mình, hay là để mình trở về với nhập hòa nhập với lại những vị thần đó. Có lẽ đầy đủ duyên rồi lành, thành thử ra 1.000, xin lỗi, 1.000 vị đạo sĩ thờ thần lửa đó đắc quả và trở thành đệ tử của Đức Phật. Rồi từ đó ngài mới hướng dẫn đi thăm về cái thành Phương Xá thăm vua Bình Sa. Xin lỗi quý vị, đôi khi chúng tôi phải ho hoặc là phải nghỉ mũi, tại bởi vì hôm nay là 3 Tây tháng 9, tức là bắt đầu vào cái mùa xuân ở bên Úc. Mùa xuân bên Úc là bắt đầu từ 1 Tây tháng 9 cho kéo dài 3 tháng cho tới hết tháng 11, 9, 10, 11. Thành ra cũng là do cái vô thường, cái sinh lão bệnh tử, bây giờ lớn tuổi rồi thì bị đủ thứ bệnh. Thì mùa đông á thì bị nhức mỏi khớp xương này kia, không tránh được. Rồi qua tới mùa xuân á thì ấm áp thì mình không bị những vấn đề nhức mỏi gân cốt, nhưng mà lại bị dị ứng với hoa rừng, cái nhụy hoa, cái phấn hoa. Ở bên Úc này thì xứ sở rừng nhiều lắm, bởi vì cái xứ mà rộng, dân thì ít, rừng rất nhiều, mà ra cái phấn hoa đầy. Người ta người Úc bị nhiều lắm, mà mình bây giờ ngày xưa mới qua còn trẻ thì không bị, mà bây giờ cũng bị, là bắt đầu trời nắng lên là bắt đầu có phấn hoa nó rải rác trong không khí, là mình bị dị ứng, nhảy mũi, chảy mũi, rồi đôi khi có bị nóng sốt phải uống thuốc. Thành ra đang bị dị ứng với lại phấn phấn hoa của trong cái rừng núi của xứ Úc. Từ đó mình mới thấy, mới thấm thía được cái Đức Phật nói cái thân là khổ, có cái thân là khổ, già rồi bệnh, rồi ngày nào đó chết, nhưng mà không biết chết cách nào thôi, ai cũng chết, ai cũng phải bệnh hết. Có nhiều người thì nói phải hành thiền như thế này thế kia, hoặc uống cái loại sâm này cái thuốc kia không bao giờ bị bệnh được, còn cái lão hoàn đồng, có mình phải coi chừng, đi ngược lại với lại tinh thần của Phật giáo mà đi ngược với sự thật. Thuốc là chỉ giúp cho mình sống khỏe hơn thêm một thời gian nữa, và tránh được, tránh thôi chứ không phải là diệt được những cái thứ bệnh thông thường, nhưng rồi cũng phải bị bệnh. Cái già là chắc chắn là phải có rồi, mà già thì đi chung với yếu, với suy yếu.
hiện tượng già tức là hiện tượng suy yếu thôi. À, cũng như cổ xe mình mua về, dầu cho cái xe hiệu của Đức làm bao hết cả trăm ngàn, hoặc là xe Lexus của Toyota, những cái xe nổi tiếng rồi chạy 5 10 năm nó cũng hư, cũng mòn lần lần. À, hư. À, mình thấy đó là cái sự thật, không phải là bi quan, nhưng mà cái sự thật mình phải nhìn. À, đạo Phật không phải là một cái đạo bi quan mà là đạo khách quan, tức là giúp chúng ta nhìn và có cái can đảm đối diện với sự thật. À, sự thật có xảy. Cái điều cần đó là cái thân của mình có đau nhưng mà cái tâm mình có đau theo hay không. À, Đức Phật nhấn mạnh cái chỗ đó ra mình biết như vậy để mình không bị ảnh hưởng, bị nao núng buồn khổ về những cái cơn đau của thân thể vật chất. Cái điều đó quan trọng, và đó là cái lợi ích của những hành giả, những người tu tập phải cố gắng thôi. Đó, thì bây giờ trở lại vấn đề là nếu mà các anh chị còn nhớ, trong cái 3 tháng Đức Phật an cư ở khu vườn Nai, Ngài không phải chỉ dạy và giáo huấn 5 anh em Kiều Trần Như, mà ngoài ra Ngài còn có hướng dẫn, chỉ dẫn một số cư sĩ nữa. Cái chỗ này chỗ quan trọng, bởi vì nhiều khi mình không có để ý. Chúng tôi cũng có nhấn mạnh chỗ này, bữa nay ôn lại thôi. Tức là Ngài có dù duyên lành thì có một chàng thanh niên khó ngủ không có được, đi lang thang gặp Đức Phật. Đức Phật mới thấy duyên lành, Đức Phật mới giảng cho, hướng dẫn anh chàng thanh niên đó tên là Gia Xá. Và Ngài giảng tuần tự chứ không phải gặp là giảng liền đó. Cái chỗ này cái chỗ quan trọng, rất là sư phạm, phương pháp tùy cái người bệnh mà cho thuốc, chứ không phải có một cái món thuốc duy nhất. Thì Ngài mới đầu giảng bằng cái lợi ích của lòng bố thí, rồi cái lợi ích của sự giữ gìn sống tử tế đạo đức trong đời, rồi Ngài mới nói cái kết quả khi mà chúng ta có cái lòng từ tâm bố thí rộng rãi, chia sẻ, sống tử tế trên đời, sống có đạo đức, thì dầu có đạo giáo nào trong cái thời kỳ đó cũng tin rằng khi chết đi thì mình sẽ được tái sinh vào cái cõi sướng, tức là cõi trời hoặc là cõi người. Cõi người thì cũng là cõi những cái địa vị tương đối tốt đẹp, chứ không phải là địa vị bần cùng. Cõi trời thì dĩ nhiên là cõi trời là cõi sướng rồi. Khi họ mở rộng ra, họ thấy được như họ dễ nghe, dễ chấp nhận, bởi vì đó là căn bản chung của mọi đạo giáo. Và Ngài mới nói những cái tai hại của những cái dục lạc, sự tham muốn này kia. À, để họ thấy mình tham thủ như vậy là cứ tái sinh hoài. Rồi sau khi mà cái tâm họ rộng mở sẵn sàng rồi thì Ngài mới giảng về tứ diệu đế, tứ thánh đế, chứ không phải là giảng liền đâu. Đó là cái tuần tự pháp. À, chúng ta nhớ phải đi từ từ. Khi mà cái tâm mình nó nhu nhuyễn, nó mềm, nó dễ chấp nhận rồi, chứ không phải còn cứng đầu cố chấp hả, thì mình mới có thể chấp nhận được. Thế còn mình cái tâm mình mà còn cố chấp vào một cái thiên kiến, một cái gì đó mình không có nghe người khác, có thể mình lễ phép lịch sự thì mình chỉ gật đầu, mình cười cười, nhưng mà nghe nghe vào trong cái lỗ tai này là chạy qua cái lỗ tai kia là bỏ đi thôi, mình không có để ý. Có khi cãi lại nữa, cái chuyện đó mình thấy. Thành ra ngay cả trong những cái việc mà chúng ta trao đổi hàng ngày về Phật pháp cũng vậy, cũng tùy, mình phải để ý chỗ đó. Không phải là mình nói ai cũng nghe đâu, có thể là người ta không có nghe bởi vì người ta còn đang bận tâm, hay là người ta còn bám chấp vào cái chỗ nào đó, một cái điểm nào đó, không, người ta không có thay đổi được. Thì khi nào người ta sẵn sàng hay nghe đó, để mà suy tư, để mà chỉnh sửa, thì mình thấy như vậy thì mình mới trình bày, còn nếu không thì không có trình bày. Thời xưa Phật cũng vậy, mà ngay cả các vị giảng sư và thiền sư chúng tôi gần gũi cũng vậy, không phải đi đâu các ngài cũng rao giảng đâu. Phật pháp không có rẻ. À, chúng ta chỉ trao đổi cho đến khi nào có những người mà có hợp duyên, đúng lúc, đúng thời. Cái điều đó khó lắm, nhưng mà chúng ta phải tập. Thì trở lại cái vấn đề, sau khi mà nghe tới xong đó thì ông Gia Xá mở pháp nhãn thấy rõ cái sự sinh diệt và đắc cái quả đầu tiên, cái quả dự lưu. Ra mình thấy đó là cái vị cư sĩ đầu tiên đắc quả dự lưu.
Còn năm anh em Kiều Trần Như kia đó thì đã là đạo sĩ, tức là những người xuất gia rồi, mặc dù lúc đó chưa có thành lập tăng đoàn, nhưng mà mình thấy họ cũng sống cuộc đời khổ hạnh, cuộc đời giản dị, đi khất thực, cũng giống cũng đắp y, thời đó đắp y là chung, cái y, bộ y màu vàng đó là chung cho các đạo sĩ chứ không phải riêng cho Phật giáo đâu. Người ta coi như là một vị tu sĩ, mặc dù chưa theo đạo Phật nhưng mà họ là tu sĩ. Mà nói về cư sĩ có gia đình, vợ con đàng hoàng thì đã coi như là ông Gia Xá là người đầu tiên. Và chúng ta nhớ chỗ đó, người cư sĩ vẫn đắc được cái quả đầu tiên, quả vị lương. Chứ không phải chỉ dành riêng cho những người xuất gia, những người tại gia cũng có thể đắc được quả đó. Và về sau này trong kinh điển có ghi lại rất nhiều, cả trăm, cả ngàn, những cái vị đệ tử, cư sĩ của Đức Phật đã đắc được cái quả đầu tiên này. Cái chỗ này là cái chỗ mình cần để ý. Rồi cha ông Gia Xá không thấy con ở nhà mới chạy đi kiếp. Thì tới thì gặp Đức Phật, thì Đức Phật dùng thần thông mới giấu cái ông Gia Xá đi. Ông Gia Xá ở phía sau lưng Đức Phật và những người cha không thấy. Rồi Đức Phật cũng giảng tuần tự pháp như vậy cho người cha của ông Gia Xá. Sau khi nghe xong rồi thì người cha mở pháp nhãn, đắc được cái quả đầu tiên, phải dự luôn. Và khi ông trong trong cái thời gian đó, ông Gia Xá ông đứng núp phía sau lưng Đức Phật, ông nghe lại lần nữa thì cái tâm ông mở rộng ra và ông đắc được cái quả A La Hán ngay lúc đó. Nghĩa là khi Đức Phật giảng lại cái bài kinh theo cái tuần tự pháp thì người cha đắc quả đầu tiên, trong khi người con ông Gia Xá đứng núp phía sau thì đắc được cái quả cao nhất. Từ trước là ông đã đắc dự lưu rồi, bây giờ thì ông đắc thêm cái quả đầu cuối cùng là quả A La Hán. Sau khi ông đắc A La Hán rồi thì ông mới xin Đức Phật xuất gia, ông không muốn ở nhà, bởi vì cái đời sống của người tại gia không có thích hợp với một cái vị A La Hán, thật sự là như vậy. Khi mà vị A La Hán không còn dính mắc còn cõi dục, cõi ái, cõi vô sắc ái, thì cái đời sống tại gia trở nên vô nghĩa. Ra mình thấy cái chỗ này. Rồi về sau thì chú giải về sau mới nói là hễ đắc A La Hán là phải đi xuất gia, không thì có thể chết đi trong 7 ngày đại khái vậy. Chúng ta nhớ cái quan niệm đó là quan niệm của chú giải chứ không có ghi ở trong kinh điển, trong kinh tạng. Mà có những cái thí dụ trong kinh tạng cho thấy một cái vị mà là cư sĩ mà đắc A La Hán rồi á, một là xuất gia, hai là cái tuổi thọ hết chừng mấy ngày sau là qua đời thôi, là không tái sinh nữa. Có lẽ vì vậy mà chú giải mới giải thích là có cái lực mạnh rồi này kia. Nhưng mà chúng ta nhớ không, trong kinh, trong chánh tạng không có nói chuyện đó, không biết còn nghe rõ không. Nên để ra sao? Chúng ta nhớ cái này, tức là ông A Gia Xá ông đắc A La Hán khi ông vẫn còn là cư sĩ, sau đó rồi ông mới sinh xuất gia. Ra mình nhớ cái chỗ này là coi như là ông Gia Xá là người cư sĩ A La Hán đầu tiên, mặc dù cái thời gian rất ngắn rồi sau đó là ông đi xuất gia thôi, nhưng mà khi ông đắc cái quả A La Hán ông vẫn còn là một cư sĩ. Đó là những cái điểm nhỏ nhỏ để mình lưu ý. Thì chúng tôi mới trở lại cái vấn đề ở đây, khi mà nói dài dòng như vậy để chúng ta thấy xuyên suốt ở trong kinh tạng cũng như những cái bộ chú giải về sau của Phật giáo sơ kỳ và ghi lại trong văn bản Pali cũng như văn bản Sanskrit mà sau này chuyển sang Hán 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 Tạng, còn cái nguyên bản Sanskrit của những bộ phái khác thì mất rồi. Hiện nay thì chúng ta nói về Phật giáo sơ kỳ thì có hai cái nguồn kinh điển chính. Nguồn kinh điển thứ nhất mà giữ lại tương đối đồng nhất là cái nguồn kinh điển Pali truyền xuống miền Nam và giữ ở Sri Lanka, từ Sri Lanka mới truyền đi Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào vào tới Việt Nam. Đó là cái nguồn kinh điển Pali. Nhưng mà ngoài ra, trong thời kỳ phân chia bộ phái khoảng 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì có nhiều cái bộ phái khác nhau, khoảng 18 cho tới 25 bộ phái. Thì có những bộ phái đi hướng về miền Bắc và cũng khẩu truyền rồi mới ghi lại bằng tiếng Sanskrit. Thì có những cái phái đoàn Trung Hoa ở bên Tàu mới là đi thỉnh kinh, họ mới thỉnh các vị chư tăng mới thỉnh những cái bộ kinh đó về
dịch ra tiếng Hán. Mà tiếc rằng không có giữ cái bản gốc, chỉ giữ cái bản dịch thôi, và lưu lại trong kho tàng kinh điển của người Tàu và Hán tạng, thì chữ Hán gọi là cái bộ A Hàm, Agama. Ra bây giờ các nhà học giả mới là đang nghiên cứu so sánh lại, và cái người đầu tiên tiền phong trong vấn đề so sánh đối chiếu là Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ngài ngài giỏi tiếng Hán, ngài giỏi tiếng Pali, ngài sang Ấn Độ học tiến sĩ và ngài viết ra luận tiến sĩ so sánh cái bộ Trung Bộ Kinh của Pali với lại Trung A Hàm của Hán Tạng. Hình thử ra mình thấy được một thêm một cái nguồn đó. Và gần đây nhất là có ngài sư Anandalayo người Đức cũng rất giỏi, và ngài tiếp tục cái công trình của ngài Minh Châu, ngài viết ra những cái cuốn sách chúng tôi đang đọc, so sánh đối chiếu những cái tương ưng với lại cái kinh kinh A Hàm cũng như Trung A Hàm, ngài khai triển, tiếp tục khai triển. Và trong cái hai cái nguồn kinh điển đó, tiếng Pali cũng như tiếng Hán Sanskrit, thì nói rất rõ ràng cái bản đồ mà có lẽ một số Phật tử chúng ta không có để ý. Đến nước đạo Phật là nó không có cần gì hết, không nên bám chấp vào bất cái gì, không có nhắm cái gì, để tự nhiên nó như vậy thôi rồi đắc đạo giải thoát. Mình phải cẩn thận ở chỗ này. Trong kinh điển Nguyên Thủy nói rất rõ có cái con đường của chúng ta, cái quả cao nhất là quả A-la-hán, bởi vì nãy chúng tôi nói là cái tương đương cái gì, cái mức độ giác ngộ giải thoát, không còn tái sinh luân hồi, tương đương như Phật. Vị Phật là chúng ta dùng trong cái nghĩa của cái Phật giáo sơ kỳ là một vị Phật toàn giác. Chỉ khi nào không còn giáo pháp, không còn ai hiểu và hành hết, đó trở thành cái thời đại mạt pháp, thì có sẽ một có một vị Phật ra đời để mà chấn hưng lại, khai triển hoằng khai mở rồi. Trong thời đại chúng ta bây giờ thì giáo pháp vẫn còn có người hành và cũng còn có người thành công, thành thử chưa phải là thời mạt pháp, chúng ta vẫn ở trong cái thời đại của Thích Ca Mâu Ni, chưa tới cái thời đại của Phật Di Lặc. Thành thử ra những cái người đắc đạo nhờ nghiên cứu đọc hiểu và hành những cái gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền dạy, thì chúng ta chỉ có thể nói là chỉ đắc cái quả A-la-hán thôi. Trong kinh còn có nói đến Đức Phật Bích Chi nữa ha. Hay là nhưng mà cái chuyện đó thì khó, tôi nói những vị mà ở xa xôi không bao giờ nghe được giáo pháp, nhưng mà họ có do cái cơ duyên tốt mà họ có thể đắc đạo được, đó những cái vị Phật giác, thì cái đó mình tạm thời để qua bên, tại vì mình không thấy, không có những cái tài liệu kinh điển về những cái vị đó. Chúng ta chỉ biết có tài liệu kinh điển về vị Phật toàn giác, tức là Ngài Thích Ca Mâu Ni và những cái vị đệ tử của Ngài đã đắc đạo, những các vị A-la-hán thôi. Thì trong kinh điển cũng nói rất rõ cái con đường là phải nhắm tới, tức là phải làm như giống như một cái ảnh dụ, như một dòng sông, chúng ta phải làm sao nhắm cái hướng đi, thực hành cho đến bờ sông giải thoát. Rồi khi đó là mình hòa nhập vào trong cái dòng sông đó, là cái bậc đầu tiên là bậc quả vị lưu. Rồi sau đó tiếp tục chúng ta tiến lên tới quả kế là quả nhất lai. Quả nhất lai tức là cái vị đó một cái vị dự lưu còn tái sinh một lần nữa vào cái dục giới này, một lần nữa rồi thành đạt. Hoặc cao hơn nữa là bất lai, tức là không trở lại cái cõi dục giới nữa mà tái sinh vào cõi sắc giới, cao nhất của cõi sắc giới, và tu một kiếp nữa là thành đạt. Và vị A-la-hán tức là vị đã thành đạt rồi, vị giác ngộ rồi, không còn tái sinh luân hồi nữa. Nó rất rõ con đường đi, có những cái chặng, những cái mốc như vậy, chứ không có phải là nói một cách mơ hồ khơi khơi là không cần bám chấp vào cái gì hết, tự nhiên là ngộ này cái kia. Đó là những cái phát triển về sau này thôi, chứ không có nằm ở trong kinh điển Nguyên Thủy. Kinh điển Nguyên Thủy nói rõ con đường phải đi là như vậy, chứ không có con đường nào khác hết. Và đó là những cái mốc, những cái trong cái tiến trình tiến đến giác ngộ giải thoát rõ ràng. Thì có điều chúng tôi muốn nói như vậy để chúng ta hiểu, chúng ta có cái lòng tin và dựa theo kinh điển rõ ràng, chứ không có mơ hồ. Chúng ta
cũng có một cái lợi, mà cũng cái bất lợi ở chỗ này là chúng ta gặp ở Việt Nam là nơi cũng là một cái điểm giao thoa giữa cái truyền thống nguyên thủy và cái truyền thống phát triển về sau này, đôi khi chúng ta hoang mang nhiều khi chúng ta gặp hoặc nghe hoặc đọc những cái sách có vẻ thuyết phục, vẻ tự tin của mình hoang mang, mình không hiểu như thế nào. Chúng tôi cũng đã qua cái tâm trạng đó trong nhiều năm trước. Bây giờ thì mình thấy rõ ràng như vậy, cái bản đồ đi là phải như vậy thôi, bởi vì có ghi rõ ràng là phải làm sao tiến tới bờ sông giải thoát, nhập vào cái dòng sông đó là cái đắc được cái quả đầu tiên là quả vị lương. Rồi sau đó là tùy theo cái tinh tấn, nỗ lực và cái phước duyên của mỗi người thì tiếp tục trong cái đời này hoặc là những cái đời sau nữa. Nhưng mà khi đã nhập được cái dòng sông giải thoát đó rồi thì Đức Phật khẳng định là chỉ tối đa 7 lần thôi, mà nói đi nói lại nhiều lần chứ không phải chỉ có trong một bài kinh. Chúng tôi có đưa trong cái trên cái link mà đưa cho có trình bày ở đây đó, thì các anh chị vào đó sẽ thấy chúng ta trích ra cái chương 10, tức là cái chương cuối cùng của cuốn Những Lời Phật Dạy do Ngài Tỳ Khưu Bô Đi soạn và chúng tôi dịch ra tiếng Việt. Nói rõ ràng, có những cái bài kinh nói rõ ràng. Và chúng tôi đưa thêm cái phần tóm tắt rất là hay của Ngài Tỳ Khưu Anala-yô về quả vị dự lưu. Chúng tôi dịch ra lấy từ trong cái cuốn từ điển Bách Khoa Phật Giáo của chính phủ Sri Lanka, mà trong đó thì có nhiều nhiều nhà học giả đóng góp, thì Ngài Tỳ Khưu Anala-yô đóng góp một số mục từ, ở trong những cái mục từ đó có nói về cái quả dự lưu Suttapanna, để chúng ta thấy được cái con đường chúng ta đi chỉ có như vậy thôi chứ không có con đường nào khác. Đây là cái trạng thái tâm của mỗi hành giả, phải đi từ dự lưu, phải đi từ một phàm nhân nhập vào cái dòng thánh giải thoát để trở thành một bậc dự lưu, rồi sau đó tiếp tục nhất lai bất lai, rồi cuối cùng là a la hán, chỉ có con đường đó thôi chứ không có con đường nào khác hết. Đó là theo cái nhìn của chúng tôi, và chúng tôi cảm thấy tin tưởng và thuyết phục như vậy. Mặc dù mình cũng lắng nghe những cái vị khác, những bạn bè khác nói về những cái quan niệm khác trong phát triển về sau trong Phật giáo, nhưng mà mình chỉ nghe cho biết thôi, để hiểu, để thông cảm, chứ mình không có tin. Bởi vì phải tự thực hiện và phải tự tìm tòi kinh điển đối chiếu này nọ thì mình mới có cái lòng tin. Bây giờ mời các anh chị vào cái hình đầu tiên, không biết có ai thấy được không? Vào được, xin cho số 1. Dạ, cảm ơn Bình Minh. Thì cái hình đó chúng tôi vẽ ra đây để chúng ta có một cái nhìn là con đường cái bản đồ chúng ta đi là phải vậy thôi chứ không có cái bản đồ, không con đường nào khác. Bây giờ mình có ở trong rừng xa, trong núi thẳm, bây giờ làm sao mình nhắm đúng hướng để đến cái dòng sông giải thoát đó, rồi mình ráng mình đi hết, không tới đời này thì không xong đời này thì những đời tiếp, nhưng ít ra mình có cái hướng mình đi tới cái bờ sông đó. Rồi sau khi mình tới bờ sông đó rồi thì mình nhập vào trong cái dòng sông giải thoát, thì coi giống giống như có ba cái hòn đảo nhỏ phải đi hết ra, từ cái dự lưu nhất lai bất lai rồi cuối cùng ra biển cả là a la hán niết bàn. Nhưng mà một cái vị mà nhập vào cái dòng sông thì coi như là nhoáng thấy niết bàn, đã hiểu được như vậy, cái lòng tin không có thối chuyển nữa. Mình thấy được như vậy. Bây giờ mình còn ở trong rừng, mình nghe người này nói người kia nói là mình hoang mang, không biết cái con đường mình đi có đúng hay không, đúng hướng hay không. Nhưng mà khi mà mình đã thấy được cái dòng sông, chúng tôi ở bên này có nhiều sông mà kế bên núi thì thấy là có cái hình tượng rất là ấn tượng, tức là mình đi xuyên suốt rồi tới lúc là mình tới hết cái rừng, tới cái bìa rừng rồi mình nhìn xuống mình thấy cái dòng sông trước mắt. Rồi mình thấy đó chỉ là một hướng đi thôi chứ không có cái hướng nào khác hết, có cái đi nhắm cái hướng đó mà đi. Chứ không biết chừng nào tới nhưng mà không có đi cái hướng khác. Thì đó là cái điều làm sao là mình cố gắng, mình là những cái phàm nhân thì mình cố gắng đạt được cái trạng thái như vậy. Nếu mà mình thấy được đúng cái ngày nhớ xa xa cái con sông này mình biết, mình đi thẳng tới đó. Có thể là nhiều kiếp nữa mình không biết được, nhưng mà ít ra mình không có đi trệch đường, không có đi trệch hướng. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình thứ hai. Cái hình thứ hai cũng đấy là chúng tôi trích ra trong cái cuốn Chuyển Lời Phật Dạy. Dạ xin lỗi.
Trong kinh Tạng Nikaya, đa số chúng sinh được gọi là vô văn phàm phu. Vô văn tôi không có nghe, không có biết. Phàm phu là người thường. Người vô văn phàm phu không biết quý trọng Đức Phật và giáo pháp của Ngài, không biết pháp và không quan tâm đến thực hành. Mình chỉ nghe thì thôi, đi chùa nhìn, hoặc có nhiều người đi chùa chụp hình nữa thôi. Có thể là có cái phước duyên của họ chưa đủ, hoặc là họ có những cái kinh nghiệm xấu trong quá khứ, họ có gặp những cái trường hợp mà họ thấy những cái chỗ mà gọi là chùa hay là gì đó mà thấy cúng bái này kia có vẻ mê tín dị đoan, hoặc là có một vài cái phần tử, một vài cái cá nhân làm cho họ mất lòng niềm tin, thì họ không có tin có Đức Phật, tin có đời này thôi. Thì cứ những người đó mình cũng có nói được, hoặc là họ tin những cái vị thần linh khác, bởi vì có những vị thần linh có thể cầu xin cho được một vài cái quyền lợi nhỏ nhỏ, là cái bổng lộc nào đó, rồi họ tin như vậy, tin chắc như vậy. Ra những người đó có thể gọi là vô văn phàm phu. Ở đây là cái chữ không phải là cái chữ dùng để mà để hạ hạ thấp người khác, không phải đâu. Đó là cái chữ dùng để mà mình diễn tả cái tình trạng của một một người như vậy thôi, chứ không nói nó là khách quan, chứ không phải là dùng đó để mà chê bai hạ thấp người khác, hoặc là họ không có quan tâm đến nghe pháp để thực hành, họ đang sung sướng về quyền lực, giàu có, ăn về tiền bạc, có quyền hành này kia, họ không để ý, không biết, nghe rồi thôi. Mục đích của Phật đạo là để dẫn dắt những kẻ vô văn phàm phu đạt được bất tử và các giai đoạn thực chứng, là các bước đưa đến hoàn tất tiến trình này, là bốn giai đoạn thực chứng, là bốn dự lưu, nhất lai và bất lai và a la hán. Tiến trình chuyển hóa bắt đầu khi một người gặp giáo pháp của Đức Phật, có lòng tin nơi Đức Phật là bậc giác ngộ, tức là mình phải có cái lòng tin đó, phải tìm hiểu Đức Phật là như thế nào. Đức Phật lịch sử đây chúng tôi muốn nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mình phải tìm hiểu cái cuộc đời của Ngài, rồi mình đi hành hương, bởi vì mình khe ghi ở trong sách không biết có nó có thật hay không. Đó là một lý do mà Đức Phật khuyến khích chúng ta đi hành hương. Chúng ta nhớ cái chuyện đi hành hương không phải là do người ta tổ chức để mà lấy tiền đi du lịch đó, mà ghi rõ ràng ở trong cái bài kinh Đại Kinh Bát Niết Bàn, tức là trong những cái tháng cuối cùng trong cuộc đời tại thế, Ngài có khuyên, có nói Ananda, tức là bất cứ một người đệ tử nào, con Phật nào thì phải cố gắng đi đến bốn nơi động tâm: nơi Bồ Tát đản sinh, nơi Bồ Tát thành đạo, nơi Đức Phật giảng cái bài kinh đầu tiên, tức là Vườn Na Chuyển Pháp Luân, và nơi Đức Phật nhập diệt Kusinara, và tức là phải cố gắng. Nếu chúng ta chưa đi thấy được thì chúng ta có thể xem phim ảnh, hình ảnh bây giờ nhiều lắm trên phim, hoặc là phim người ta đi, người ta quay lại, người ta đưa lên YouTube này kia. Thế mình có lòng tin, biết đây là có người có thật, một nhân vật lịch sử có thật, chứ không phải là những huyền thoại ở trong một cái xứ sở xa xôi nào đó như là ghi lại trong những cái tài liệu phát triển về sau. Thành thấy ra mình phải đi đi để thấy, và gọi là động tâm. Từ đó là động tâm ghê, mình thấy rõ ràng, mình xúc động, tăng cái lòng tín thành của mình. Có nhiều người đi 3 4 lần, chúng tôi thì được phước duyên đi 2 lần, bà xã thì đi được, bà xã bà nhà, ở nhà thì bà đi được 4 lần, và tháng tháng 11 tới đây là lại đi thêm nữa. Chúng tôi thì bị bệnh duyên, không được khỏe, thành ra không có đi. Nhưng mà mình khuyến khích, nên mình thấy vợ mình mà có được cái phước đi đi là chúng tôi khuyến khích nó, bà cứ việc đi, đi chung với một đoàn người Thái để tăng cái lòng tin. Và Đức Phật cũng khẳng định rằng một cái người nào đó đi 4 nơi hành hương như vậy, với cái lòng tịnh tín trong sạch, lòng tin trong sạch, thì nếu cái vị đó mà hết tuổi thọ thì cũng được tái sinh vào cõi trời với cái niềm tin như vậy. Mình thấy có nhiều người trong lịch sử có ghi lại chết ngay tại những cái nơi hành hương vì bệnh duyên hay vì một cái nguyên nhân nào đó, và có lẽ những người đó đều tái sinh cõi trời theo lời Đức Phật nói. Bây giờ thì chúng tôi đọc tiếp. Tiến trình chuyển hóa bắt đầu khi một người nhập giáo pháp của Đức Phật,
có lòng tin nơi Đức Phật là bậc giác ngộ. Tiếp theo, người ấy có sự hiểu biết rõ ràng về pháp, tuân giữ các điều giới và đi vào sự thực hành có hệ thống trên con đường đó. À, tức là phải học pháp, sau khi có lòng tin rồi phải học, học rồi mình giữ cái đời sống đạo đức, những cái lời khuyên Đức Phật, và mình thực hành, và thực hành có hệ thống và có ghi rõ ràng. À, chúng ta nếu mà đi chùa hoặc đọc sách, các vị thiền sư có hướng dẫn chúng ta rõ ràng từng bước. Trong các bài kinh, một người như thế được gọi là một vị thánh đệ tử Ariya Savaka. Chúng ta chưa có thành thánh nhưng mà chúng ta theo cái con đường của các vị thánh thì rõ ràng gọi là một vị thánh đệ tử. Theo nghĩa rộng, không nhất thiết phải đúng theo nghĩa hẹp của thuật ngữ là một người đã đắc đạo quả. Ra mình để ý, ở trong những cái bài kinh có khi Đức Phật có vị thánh đệ tử như thế này kia, thánh, hay là có chữ rồi vị thánh đệ tử đa văn, nghe nhiều, có từng nghe, cũng chưa hẳn người đó đã đắc quả thánh. À, theo cái nghĩa rộng thì là một người có lòng tin, tìm cố gắng tìm hiểu và cố gắng thực hành thì cũng có thể gọi là một vị thánh đệ tử. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Cái hình này thì chúng tôi thấy tương đối tóm tắt và quan trọng. À, chúng tôi có soạn ra đây. Đó, bây giờ trong cái này có chúng ta thấy có bốn cái bậc: dự lưu là nhập dòng, nhất lai là trở lại, cõi dục một lần, bất lai là không trở lại nữa, rồi tái sinh vào cõi vô cõi sắc giới, và A-la-hán thì có đạo và quả. Đạo tức là con đường, theo con đường để nhập tới, gần nhập tới thành công rồi nhưng mà không có thối chuyển nữa. Quả tức là đạt được cái kết quả đó. Thì trong mỗi cái bậc như vậy có hai: đắc đạo trước rồi đắc quả, rồi tiếp theo là đắc quả. Và cái chỗ này, chỗ quan trọng là muốn được như vậy chúng ta phải phải có phát triển đầy đủ năm cái căn, tức là tín tấn niệm định tuệ, phải đầy đủ năm căn: lòng tin, có sự tinh tấn ở trong đó, sự nỗ lực ở trong đó, có sự ghi nhớ là niệm, và có cái tâm phải tập trung lại, và có cái tuệ là phải thấy rõ cái bản chất của sự vật ở trên đời. Mình đi từ cái cấp thấp lên cấp cao, từ mình hiểu sơ sơ, mình nghe, rồi mình động não, rồi mình thực hành dựa theo những cái kinh nghiệm của mình, tín tấn niệm định tuệ. Và trong đó chúng tôi có sơn ba màu: màu vàng, màu xanh xanh lơ và cái màu hồng. Tức là ba cái căn đó là mình để ý, đó là làm cái thay đổi phân biệt những cái thuật ngữ về sau. Nghĩa là có những người họ do cái phước, do cái căn duyên của họ thì họ có cái lòng tin tương đối nổi trội, mạnh hơn cái tính căn của họ, mạnh hơn bốn căn kia, cũng phải phát triển đầy đủ năm căn hết, nhưng mà không ai phải giống ai hết. Chúng ta không phải là giống như một cái sản phẩm của một cái cơ xưởng. Con người của chúng ta rất phức tạp, chúng ta đã luân lưu nhiều đời nhiều kiếp, tạo nhiều cái nghiệp duyên, nhiều cái phước duyên này kia, thành thử ra mỗi cá nhân là một cái gì khác nhau chứ không có giống nhau được. Mặc dù cũng cấu tạo là sắc thọ tưởng hành thức như vậy, nhưng mà cái căn nguyên của mỗi người khác nhau. Thành thử ra có người họ cái lòng tin họ mạnh, mặc dù họ cũng có tấn niệm định tuệ như vậy nhưng mà cái lòng tin họ mạnh. Có những người có cái mức định mạnh nhanh dễ dàng, cái định căn của họ mạnh, tức là họ hành thiền dễ dàng, họ tập trung lại rất là nhanh. Còn có những người không có tập trung được, tâm trí đi lang mang chỗ này chỗ kia, nhưng mà cái điều đó không có nghĩa là họ không thiền được, họ vẫn có thể hành thiền được, nhưng mà cái mức độ hành thiền mà để tập trung nó không có nhanh bằng những người kia thôi. Hoặc là những người có cái tuệ căn, tức là những người thông minh, họ lý luận suy tư và thích tìm hiểu động não này kia, họ cũng có tính tấn niệm định nhưng mà cái tuệ căn họ mạnh hơn. Thành thử ra chúng ta phải phân biệt như vậy, trong kinh có nói như vậy. Thì chúng ta nhớ khi mà nói về cái bậc dự lưu á, thì Đức Phật có nói, trong kinh có nói có hai cái hạng nổi trội mà thấy rõ ràng là tùy pháp hành và tùy tính hành. Có theo dõi được cái hình này chưa? Có thấy được cái hình này xin cho biết. Rõ này quan trọng. Tức là chỉ phân biệt chỉ có hai nhóm thôi. Một nhóm á, thì là họ có cái tuệ căn nổi trội, thì ra chúng tôi sơn cái màu hồng đó. Một cái nhóm, một cái hạng người khác là họ có cái lòng tin mạnh hơn bốn cái căn kia. Thì ra mình thấy, à ngay chỗ này mình biết, khi mà mình tiến tới cái đạo quả dự lưu á,
thì có hai hạng người, hai nhóm người. Một người á, nhóm thì có, họ có cái trí thông minh, họ thích tìm hiểu giáo pháp niệm sư này kia. À, một cái nhóm người thì họ có cái tính căn mạnh hơn, cái lòng tin họ mạnh hơn. À, nhưng mà chúng tôi cũng xin nhấn mạnh ở đây là phải đầy đủ 5 căn chứ không phải là chỉ một căn thôi. Nhưng mà tương đối khi mình so sánh á, thì cái người tùy pháp hành á, là cái tuệ căn của họ mạnh hơn, và cái người tùy tính hành á, thì là cái tính căn của họ mạnh hơn. À, khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy rõ ràng, khi những cái người bạn đạo chúng ta đi chùa thấy rõ ràng như vậy. Có những người thích nghe pháp, thích đọc sách, thỉnh kinh sách về đọc suy tư. Có những người họ không có đọc sách được, không thích. Ừ. Họ nghe rồi thôi, nhưng mà cái lòng tin họ rất mạnh. À, ra mình đừng có chê bai, mình phải hiểu, mình tôn trọng. À, mình hiểu cái để thông cảm với người bạn đạo của mình. À, rồi mình phải nhìn mình như thế nào. Mà ngay bản thân chúng tôi thấy cũng vậy. Có khi thì cái tính căn mình mạnh, mình tin, mình nghe, mình về cái lòng tin thôi. Những chuyện mình không hiểu nhưng mình tin. Nhưng mà có những lúc chúng tôi thấy rằng cái tuệ căn của tôi nó phát lên. Mình thích đọc sách, thích nghe, thích suy tư, suy luận, phân tích này kia, đối chiếu này nọ. À, chứ không phải là chỉ là đi thuần một một cái căn thôi. Thì mình biết, à, mình đang phát triển, đang tu tập để phát triển cái tính căn và cái tuệ căn. Hoặc là có khi mình thấy mình hành thiền, cái tâm mình định nhanh lắm. À, thì lúc đó là cái định căn của mạnh, tương đối mạnh thôi. Chứ còn nói mà mình đạt được cái này kia thì không dám nói. Nhưng mình nói cách tương đối, theo nhìn theo cái bản thân của mình. Mà có khi cái định căn của mình không có mạnh. À, mình ngồi mình thấy cái tâm nó chạy chỗ này chỗ kia, chạy hoài, nhưng mình mà vẫn cố gắng kiên nhẫn ngồi để mình tạo cái căn bản. Chứ không phải cái buổi ngồi thiền nào cũng giống như buổi nào đó. Không, mình không phải giống như là một cái sản phẩm của cái cơ xưởng công nghiệp. Là thấy rõ, có khi mình thấy mình có cái sự tinh tấn, à, nỗ lực, mình thấy hào hứng làm. Nhiều khi mình thấy mình uể oải, lười, chán nản, có đầy đủ hết. À, thấy rõ ràng, có khi cái tấn căn của mình mạnh, mà có khi cái tấn căn của mình không có mạnh. À, hoặc là cái niệm nữa, khi mình thấy bắt nhanh đối tượng, mình thấy ghi rõ ghi nhớ, có khi mình không có để ý. Ra mình thấy nó cũng, nhưng mà cuối cùng là phải hợp nhất đầy đủ 5 cái căn đó. À, bây giờ trở lại cái vấn đề ở đây á, thì là có hai hạng người Đức Phật chia ra để mà đạt được quả dự lưu, phân hạng hai nhóm. Một nhóm tùy pháp hành, tức là cái tuệ căn tương đối nổi trội mạnh hơn, và cái nhóm tùy tính hành là cái nhóm người tương đối cái tính căn của họ mạnh. À, rồi, à, giữa nhất lai và dự lưu không có khác biệt nhau lắm. À, chúng tôi sẽ trình bày sau, nhưng mà thường thường là gom chung lại. Qua đến cái đoạn bất lai, tức là cái vị không còn có tái sinh vào trong cái dục giới này nữa, thì chúng ta thấy, à, tùy theo cái kết quả tu tập của họ thì có thể chia ra làm 8 cái hạng người khác. À, chánh trí trong hiện tại, tức là sau khi mà họ đắc được cái quả, à, bất lai rồi, họ tu tập là họ khi họ còn sống trong cái cõi sắc giới là họ đạt a la hán, thì gọi là chánh trí trong hiện tại. Hoặc là chánh trí lúc lâm chung, tức là khi mà họ gần hết tuổi thọ chút, và hết tuổi thọ rồi họ chết, lúc sắp chết rồi thì họ mới đắc cái quả a la hán. Hoặc là trung ban bát niết bàn, tức là họ còn phải, là sau khi họ chết xong rồi họ sắp sửa phải tái sinh một lần nữa, là họ, à, trong cái thời gian trung chuyển đó thì họ đắc a la hán, tức là không tái sinh vào cái kiếp thứ hai. Gần có thể có khuynh hướng đưa đến tái sinh cái kiếp thứ hai, nhưng mà chưa kịp là họ đắc a la hán. Hoặc là sinh ban bát niết bàn, tức là khi có thể là cái tu tập của họ mạnh, nhưng mà cái nghiệp duyên họ còn thì ra họ phải tái sinh vào trong cái cõi này, nhưng mà trong cái cõi sắc giới, mà khi vừa tái sinh là họ đắc a la hán. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là có hai cái nhóm nữa. Đức Phật có nói là vô hành bát niết bàn và hữu hành bát niết bàn, tức là cái nhóm mà họ đắc thiền rồi đó, cái tâm định họ mạnh đó, định căn của họ mạnh từ khi mà họ còn là một cái phàm phu đó, thì lúc này khi mà họ có thể dùng cái định căn đó để mà đắc quả a la hán thì gọi là vô hành bát niết bàn. Và cái hữu hành bát niết bàn, tức là cái người chưa đắc thiền
nhưng mà cái tuệ căn họ mạnh. À, và thượng lưu sắc của cánh thiên, tức là những người họ tái sinh, nói chung là họ đã tái sinh vào cái cõi trời sắc của cảnh. Xin lỗi các anh chị. Đó, thì mình thấy cái chỗ này, cái chỗ quan trọng là chúng tôi muốn tay nói đây là đến lúc này thì cái định căn mới đưa vào. À, thì chúng ta mới sơn cái màu màu xanh xanh lơ chỗ này. Tức là trong đối với vị bất lai thì mới có cái phân biệt. Thì theo cái lý giải của ngài A-na-la-vô, của ngài Bồ Đề thì có thấy rằng đó, chỉ có khi nào một cái vị bà đạt được cái quả bất lai rồi thì lúc đó cái định căn mới phật dùng để là cái cơ sở để mà phân biệt. Tức là một cái người đắc thiền thì có thể giải thoát giác ngộ, rồi cái người đó gọi là vô hành bát niết bàn. Nhưng một người không đắc thiền cũng có thể mở tuệ để mà đắc A-la-hán thì gọi là hữu hành bát niết bàn. Cái chỗ tế nhị này thì để giải thích một số cái sự tranh là có cần phải đắc thiền na hay không, tức là cần đắc bốn tầng thiền sắc giới và bốn tầng thiền vô sắc hay không để mà đạt cái đắc quả A-la-hán. Thì dựa theo những cái bài kinh thì ngài Bồ Đề nói rằng hai cái quả đầu tiên thì không cần thiết, dự lưu và nhất lai. Nếu mà cái một cái vị hành giả mà có cái khả năng có định căn mạnh thì còn càng thì tốt. Nhưng mà nếu một cái vị hành giả mà không có định căn mạnh mà có tính căn mạnh hơn hoặc là có tuệ căn mạnh hơn thì vị hành giả đó cũng có thể đắc được hai quả đầu tiên, dự lưu và nhất lai. Bởi vì Đức Phật không có nói vấn đề phân biệt dùng định căn để mà phân biệt, mà chỉ phân biệt dựa theo tính căn và tuệ căn thôi. Điều đó không có nói, không có nghĩa là không thiền na là không quan trọng, rất là quan trọng, nhưng mà không phải là một cái yếu tố quyết định cho hai cái quả đầu tiên. Không biết cái chỗ này có nghe rõ không? Quan trọng cái chỗ này. Thật ra mình thấy về sau này mới đưa ra các chú giải về sau, chú giải và luận giải về sau mới đưa ra cái quan niệm phân biệt hai loại hành giả chỉ và hành giả quán, hay là thiền chỉ và thiền quán này kia, là tạo nhiều cái tranh luận. Nhưng mà thật sự ra chúng tôi cũng đồng ý với ngài Bồ Đề là tùy theo cái căn duyên của mỗi người, chứ không phải ai cũng như ai. Có những người họ có cái định căn hay là cái căn duyên nhiều đời là họ định rất nhanh, hoặc là trong cái kiếp này có cái phước duyên gần gũi các vị thầy mà có cái đi cái hướng đó mà hướng dẫn mà thích hợp thì họ có thể phát triển ra và nhập thiền ra được. Nhưng mà có những người họ không, hoặc là họ đi cái hướng mà bây giờ mà hay gọi cái từ gọi từ thời thượng là vipassana. Thật sự trong kinh điển không có nói thiền tay vipassana, chỉ nói samatha vipassana bhavana thôi. Nhưng mà mình có thể hiểu là đó là những người họ có cái tuệ căn mạnh thì cũng có thể đắc được hai quả đầu tiên, và đắc cả có thể là họ đi theo cái hướng đó rồi cuối cùng cũng đắc A-la-hán được qua cái hướng hữu hành bát niết bàn. Mình thấy tùy, không có tùy theo cái căn duyên của mỗi người. Nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy đáng tiếc là có gây nhiều cái mâu thuẫn giữa các thiền sinh với nhau, hay chê bai pháp thiền của người kia không giống mình này nọ. Vậy là mình phải tránh cái chuyện đó, mà mình hiểu để mình thông cảm, rồi tùy theo cái căn căn duyên của mỗi người mà chúng ta hành. Và Đức Phật khi mà đắc A-la-hán cũng vậy, Đức Phật cũng có nói tiếp tục như vậy. Một cái người mà có tính căn mạnh rồi cuối cùng đắc A-la-hán thì gọi là một bậc tính giải thoát qua cái lòng tin, bằng lòng tin. Một cái người mà có tuệ căn mạnh thì họ cũng có thể giải thoát được, giải thoát qua cái gọi là tuệ giải thoát. À, thực ra anh chị thấy chỗ này không? Chúng tôi vẫn sơn cái màu vàng với lại màu hồng. Thì có thể những cái vị đó là tiếp tục do từ cái con đường dự lưu đi lên, họ dẫn theo cái hướng của họ như vậy. Ngoài ra nó đối với các vị mà có cái định căn mạnh thì Đức cũng có thể phát triển thiền na, rồi từ đó mà đắc đạo thì gọi là câu phần giải thoát hay là thân chính. Cho nên chúng ta sơn xanh lơ. À, rồi có những cái bậc mà dùng cái tuệ phân tích để mà đắc đạo thì gọi là bậc kiến đáo, để chúng tôi sơn màu hồng. Thật ra mình thấy khi mà mình nói một cái vị hành giả mà đắc được A-la-hán, nó không phải chỉ có đi đơn thuần theo một hướng thôi, mà tùy theo cái căn cơ của người đó, mà cuối cùng dựa thêm cái phát triển năm căn tính tấn niệm định tuệ. Trong đó thì ba cái
tấn và niệm là phải có chung, tức là phải có cái sự tinh tấn nỗ lực, chứ không phải mà dễ vui để làm sao cũng được. Cái sự tinh tấn nỗ lực ở trong đó, và lúc nào cũng phải có kinh niệm, tức là phải biết ghi nhận, ghi nhớ, tỉnh giác, tỉnh thức ở trong đó, lúc nào cũng phải có. Rồi tùy theo cái căn cơ của mỗi người, có người có cái tính căn mạnh hoặc là định căn mạnh và tuệ căn mạnh, thì họ có những cái hướng tu tập tương đối, nó không có giống nhau. Đó, cái chỗ đó rồi mình phải thông cảm chuyện đó, rồi mình phải nhìn lại mình. Cái khó là mình biết mình nằm ở trong cái hạng người nào. Rồi đôi khi mình cần phải có cái sự hướng dẫn hoặc là cái cố vấn của một cái vị có nhiều kinh nghiệm, của vị thầy có kinh nghiệm, chứ không phải tự tu một mình được. Hoặc là sự đóng góp, góp ý của những người bạn đạo, rồi mình lắng nghe, mình thử thử nghiệm, rồi mình có thể thay đổi chút đích, điều chỉnh cho cái con đường đi của mình. Nhưng mà đừng có một cái nhìn mà khắt khe đối với người khác, cho rằng người ta đi sai đường, chỉ có cái của mình là đúng, hay là của ông thầy mình là đúng rồi. Cái điều đó là cái điều mình cần phải tránh. Bây giờ các bạn, mời các bạn qua cái hình số 4. Cái hình số 4 này thì chúng tôi chỉ tóm tắt lại những gì chúng tôi mới vừa trình bày thôi, nhưng mà có lẽ nhiều khi mình trình bày không có được thông suốt. Trong khi mình viết xuống như thế này thì mình thấy nó dễ dàng hơn, dễ dàng hơn. Thì đặt cái đây là chúng tôi chỉ đưa ra như vậy, có trên cả chữ 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 Hán nữa. Thì là các anh chị nào có thể, nếu mà đọc được tiếng Hán thì có thể làm quen với lại những tiếng Hán đó. Và những cái chữ này mình đừng có bị thối chí, hay là mình chê bai những cái chữ Hán Việt cổ quá đi, không có hiểu hiện kia. Trong Phật giáo không thể bỏ được những từ Hán Việt, bởi vì những từ nó cô động, nó là một trong những cái đặc điểm của tiếng Việt mình. Tiếng Việt mình mà bỏ chữ Hán rồi thì không còn, nó rất là nghèo nàn. Cũng như tiếng Thái hay là tiếng Miến Điện hay tiếng Sri Lanka cũng vậy, nếu mà họ bỏ cái nguồn Pali rồi thì không còn. Đa số những cái tiếng Thái thông dụng dùng là dựa vào tiếng Pali rất nhiều, tiếng Phạn, nhưng mà họ phát âm khác chút thôi. Rồi người Thái thông thường họ không hiểu, họ cho rằng là tiếng Thái, họ không để ý. Nhưng mà thật sự nếu mà mình nghe rồi mình có để ý thì mình phân tích, mình thấy rằng rất nhiều cái chữ Thái mà họ dùng thường ngày là từ Pali, từ tiếng Phạn. Cũng như chúng ta như vậy, chúng ta vay mượn cái gốc là tiếng Hán nhiều lắm, không bỏ được. Những cái tiếng mình dùng thông thường, nhiều khi tại nhiều người ta dùng nhiều quá rồi thì mình cho nó là tiếng tiếng nôm, tiếng tiếng của mình. Nhưng mà thật sự nếu mình chịu khó mình ngồi mình phân tích lại, mình thấy đó là gốc từ tiếng Hán, nó không có bỏ được. Cái điều khó ở đây là làm sao mình uyển chuyển, cân bằng, đừng có dùng tiếng Hán nhiều quá, và cũng đừng có dùng cái tiếng nôm nhiều quá, là không có diễn tả được, không có chuyển đạt. Cái chỗ đó là cái chỗ khó của ngôn ngữ, nhưng mà mình phải để ý để mà dùng. Thực ra chúng ta dùng một số tiếng Hán Việt bởi vì nó cô động, nó không có tìm thấy được một cái từ tiếng 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 nôm tương đương, là phải phải dùng thôi. Đó là cái gì mà chúng tôi tóm tắt lại, thì các anh chị có thể đánh dấu ở chỗ này để mà tham khảo thêm ha. Không cần phải nhớ hết đâu. Chúng ta làm quen trước cái đã, làm quen một số từ những cái thuật ngữ. Nhưng mà cái điều cần chúng ta nhớ là phải phát triển năm căn: tinh tấn, niệm, định, tuệ. Và trong năm căn đó thì cái niệm và cái tấn lúc nào cũng phải có sự tinh tấn và cái giữ cái niệm. Rồi tùy theo cái căn cơ của mỗi người, có thể cái tính căn mạnh, cái lòng tin họ mạnh mạnh hơn, có thể cái tuệ căn họ mạnh hơn, họ có cái đầu óc suy tư suy luận. Rồi có thể một cái người họ có cái định căn mạnh, tức là cái tâm họ an định rất là nhanh. Ra tùy theo cái bản chất của họ mà cái đường hướng tu hành của họ, thực tập của họ có thể khác nhau. Không có cái đường nào tốt hơn cái đường nào. Tùy theo mình, đó là do cái phước duyên và cái sự nỗ lực của mình để mình tìm ra một cái hướng thích hợp cho cái căn cơ của mình. Nên cái đó mới là cái khó. Chứ đừng có vội chê bai, vụ chủ quan là chê bai bác bỏ cái đường hướng của những người khác. Bây giờ cái chỗ này và các anh chị qua cái hình số 5 nó quan trọng hơn. Quan trọng cái hình số 5 cần phải nắm bắt. Các anh vào được chưa ạ?
Dạ, cảm ơn Bình Minh. Bình Minh thấy dùng vào rất nhanh, chắc có lẽ dùng máy máy laptop hay là máy để bàn hả? Dạ, hình khắc vào được rồi, qua trong vào được rồi. Hình như là trong room này chỉ có 3-4 người đã theo dõi thôi. Nhưng mà hình cũng có người thâu lại thì ra có đưa lên trên trên YouTube sau này. Các chị nào mà bận mà muốn nghe lại thì có thể vào YouTube nha. Cảm ơn chị Nguyên Tuệ. Máy để bàn đúng rồi đó, chúng tôi cũng dùng máy để bàn chứ chúng tôi không có biết dùng cái máy smartphone, máy thông minh hoặc là iPad. Dạ, thiện hạnh cảm ơn. Thì nói về cái phương diện thực hành đó, chỗ này chỗ quan trọng cho chúng ta thực hành. Vì Đức Phật có nói, trong kinh có nói, chúng ta là phàm nhân, chúng ta bị 10 cái sợi dây, tức là 10 cái tật hư, thói hư, tánh xấu nó trói buộc mình. Là 10 cái sợi dây kiết sử, 10 cái sợi dây trói buộc mình, sai sai khiến mình, làm cho mình cứ tái sinh luân hồi hoài. Đó là thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân sắc ái, vô sắc ái, mạn trạo cử và si. Có 10 sợi dây, chúng ta nhớ như vậy, có 10 sợi dây. Bây giờ chúng ta trên đường tu tập đó, làm sao làm cho yếu đi 10 cái sợi dây này. Thứ nhất là phải làm cho yếu đi, như là cảm ơn chị Trí Hà, phải làm cho yếu 10 sợi dây này. Chúng ta còn là phàm nhân nhưng mà là đệ tử của Đức Phật đây, thì là chúng ta cố gắng làm sao cắt liền chưa được nhưng mà làm cho nó yếu đi. Rồi đối với một cái người mà đã thành công cắt được ba cái sợi dây đầu tiên, thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, thì người ấy bắt đầu nhập dòng thánh. Chúng ta nhớ chỗ đó, tức là cái bậc dự lưu ấy, vẫn còn 7 sợi dây kia, nhưng mà ba cái sợi dây đầu tiên, thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ cắt rồi. Rồi nếu mà tiếp tục tu tập như vậy thì hai cái sợi dây dục ái và sân vẫn còn nhưng mà yếu đi rất nhiều. Trong kinh điển gọi là muội lược, yếu đi rất nhiều, thì cái vị ấy là bậc thánh Nhất Lai. Thật ra chúng ta thấy cái chữ dục ái vẫn còn, tức là vẫn còn dính mắc vào trong cái cõi dục này, dính mắc vào mắt tai mũi lưỡi thân, thành thử bởi vậy mới tái sinh trở vào cái cõi dục này. Mà chúng ta nhớ cõi dục đó thì gồm có người, Atula, ngạ quỷ, thú vật và địa ngục, nhưng mà không có tái sinh vào bốn cái cõi khổ, chỉ tái sinh cõi người thôi. Và cũng có cõi trời nữa, cõi trời trong dục giới nữa, có thể là tái sinh vào cõi trời mà trong dục giới nên bởi vì còn cái dục ái. Mà cái bậc Nhất Lai, bởi vì cái bậc ấy đã cái dục ái và sân nó còn rất là ít, cái sợi dây nó mỏng đi rồi thì chỉ tái sinh một lần thôi. Còn cái bậc dự lưu á thì có thể tái sinh tối đa 7 lần trong cái cõi dục này. Các bạn nhớ như vậy. Và khi cái vị hành giả đó cắt luôn hai cái sợi dây đó, dục ái và sân, tức là không còn dính mắc vào cõi dục nữa. Thật ra nếu mà chưa đắc đạo thì sẽ tái sinh một cái cõi cõi sắc, bởi vì cái cõi dục không còn dính nữa. Cho nên mình thấy rất là dễ hiểu, đơn giản. Và khi ở trong cái cõi trời cao nhất của cõi sắc đó, mà vị ấy cắt luôn năm cái sợi dây còn lại, sắc ái, vô sắc ái, thì chúng ta thấy rằng ta bà chỉ có ba cái giới, ba cái cõi thôi, tức là dục ái này, mà cũng không có dính mắc cái cõi dục này. Sắc ái và vô sắc ái là cắt đi luôn, tức là không còn dính mắc vào cõi sắc của vô sắc, là coi như một cái vị là không tái sinh nữa. Mình thấy rõ ràng như vậy, nó rất là logic ha. Thành ra một cái vị mà bất lai mà cắt được năm cái sợi dây còn lại, sắc ái, vô sắc ái, mạn trạo cử và si, thì vị trở thành cái bậc A La Hán, không còn tái sinh luân hồi nữa. Chúng ta nhớ chỗ đó, đó là dựa theo kinh điển Nguyên Thủy, tức là kinh điển Pali và kinh điển A Hàm. Rồi về sau này khoảng 500-600 năm sau thì có những cái kinh điển phát triển, những chú giải của những cái hướng phát triển thì họ chê bai A La Hán, nói vẫn còn si, vẫn còn trạo cử, thì cái chuyện đó mình phải cẩn thận xét lại, đừng vội tin ha. Dựa theo kinh điển Nguyên Thủy là bậc A La Hán không còn si mà không còn mạn, không còn trạo cử nữa. Chỉ có sự khác biệt với bậc A La Hán với lại Đức Phật là bậc A La Hán là đi theo con đường Đức Phật đã chỉ. Còn một vị Phật là một cái vị sinh ra trong cái thời mạt pháp, không có cái đạo pháp, cái không còn ai hiểu nữa, và bắt đầu mở ra một cái kỷ nguyên mới, chỉ có khác biệt ở chỗ đó thôi.
Đó là cái khả năng truyền Phật, hoằng pháp và khả năng giảng dạy người khác thì một vị Phật cao hơn, có cái khả năng nhiều hơn vị A-la-hán. Nhưng mà về cái mức độ giải thoát giác ngộ là như nhau. Ra mình thấy hồi nãy chúng tôi có nói ngay bước đầu là Đức Phật là A-la-hán. A-la-hán chưa hẳn là Phật, nhưng mà Phật là A-la-hán. Chúng ta nhớ chỗ đó. Cái chỗ đó là chúng ta cần phải biết để mà tránh cái sự nghi ngờ, cũng như cái sự nhiều khi mình cảm thấy phân vân về những cái tư tưởng phát triển về sau. Và một điều nữa chúng ta cần nhớ là nhiều khi chúng ta quên, nhiều khi chúng ta đặt lý tưởng, chúng ta lý tưởng quá, chúng ta một cái vị thánh nhân là coi như là không còn tham sân si nữa. Cái chuyện đó mình thấy rõ ràng, nhưng mà thật sự phải coi chừng. Rồi mình đặt một cái tiêu chuẩn cao, rồi mình đâm ra thất vọng. Bởi vì chúng ta thấy cái bậc dự lưu hay nhất lai hay là bất lai đều còn cái chuyện ái. Dự lưu thì có dục ái vẫn còn chứ không phải là không. Nhất lai cũng vậy, bất lai thì không dục ái nhưng mà còn sắc ái và vô sắc ái, chỉ có A-la-hán mới hết. Thành ra một cái vị mà nhập dòng thánh rồi thì vẫn còn, nhưng mà vi tế vẫn còn. Và cái sân là khi nào bậc bất lai mới hết sân. Một vị dự lưu và nhất lai vẫn còn sân, nhưng mà cái cường độ nó nhẹ mà không kéo dài thôi, vẫn còn. Và cái mạng, nhất là cái mạng thì cả ba vị đầu tiên, dự lưu, nhất lai, bất lai vẫn còn mạng, vẫn còn cái một chút xíu ngã mạng nào đó chứ không phải dễ bỏ. Chỉ có A-la-hán mới hết. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy đó là một tiến trình thanh lọc từ từ. Và chúng ta đừng có vội vã xét đoán người khác, cho rằng ô cái ông đó tu lâu rồi mà sao vẫn còn dục. Bởi vì nếu có thể ông đó ông đã đạt cái quả dự lưu rồi, cái dục ái ông vẫn còn, nhưng mà nó nhẹ thôi. Hoặc là cái ông đó tại sao vẫn còn ngã mạn, cái mạn vẫn còn cho tới khi bất lai mới hết, mới thành A-la-hán thì mới hết được. Mà cái trạo cử vẫn còn, chúng ta thấy cái si vẫn còn, cái cường độ nó khác. Để mình hiểu như vậy, để thấy mình thông cảm cho người khác, mà đừng có vội xét đoán người khác. Chỉ qua cái hình tiếp, cái hình này thì là để tóm tắt những gì chúng tôi trình bày ra, các anh chị giữ lại, ghi lại. Cái này tóm tắt những gì chúng tôi trình bày thôi. Ra các anh chị dùng nữa, chúng tôi thêm vào những cái chữ tiếng Anh, tại vì bây giờ thì sách báo tiếng Anh nhiều, mà có nhiều vị đã có khả năng đọc tiếng Anh được ha. Và mình chỉ hiểu, nhưng mà cái quan trọng ở đây là khi mình nói thân kiến thì mình cho rằng có một cái ngã thật sự đồng hóa với năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, và là liên quan đến chúng, thì đó là cái điều mình cần phải để ý. Bởi vì cái thân kiến khó bỏ, chúng tôi vẫn là phàm nhân, có lẽ đa số các anh chị ngồi nghe đây cũng là phàm nhân thôi, cũng có thể có vị đắc đạo rồi, chúng tôi không dám lạp bàn, nhưng mà mình chỉ nói cái chung chung thôi. Ra cái thân kiến là rất khó bỏ, chúng ta phải để ý để chúng ta bỏ cái thân kiến đó, sắc thọ tưởng hành thức, nhất là cái tưởng của mình khó lắm. Mình thấy như vậy chứ không phải đơn giản như vậy. Rồi cái hoài nghi tam bảo, Phật pháp tăng, không biết Đức Phật có thật hay không, lời dạy của Ngài như thế nào, và cái thành phần tăng chúng mà đã đạt đạo quả có thật hay không. Thì ra mình phải đọc sách suy tư, rồi mình phải tới gần tìm hiểu những cái vị xuất gia, những vị thầy hoặc là cái vị cư sĩ mà đi dạy nổi tiếng, tìm hiểu để mình có cái lòng tin, mình thấy cái cuộc đời phải để ý. Chứ không phải ở xa mình nghe du thuyết nghe đồn này nọ. Nếu có cơ hội nên gần gũi, chúng tôi thường hay nói gần gũi để người tu ấy, để học hạnh tu chứ không phải để sùng mộ. Mình không có tạo cái hào quang chung quanh cái vị đó, không có sùng bái một cái vị nào hết. Đức Phật đó là khi mà Ngài đã nhập diệt rồi thì lấy Phật, lấy pháp và luật, tức là giới hạnh, để làm thầy, dựa vào đó để mà đi. Rồi mình gần gũi những người có uy tín nổi tiếng, cư sĩ lẫn tu sĩ, để mình học cái hạnh tu của họ, để mình nhận, chứ không phải tới đó mà để sùng mộ, hay là nói theo kiểu bình dân thông thường là dựa hơi. Chúng tôi hay nói cái dùng cái chữ dựa hơi, không có.
để làm gì? Chụp hình xong hay là dâng hoa này kia rồi chụp hình khoe trên Facebook để làm gì? Mình học được cái gì từ cái vị thầy đó, một cái vị đạo sư đó? Cái điều đó mới quan trọng. Rồi phải tìm hiểu cái nhân quả và lý duyên sinh. Mình tìm hiểu, bắt đầu mình nhớ một vài công thức trước, rồi mình động não, mình suy tư, mình áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày. Cái điều đó quan trọng. Rất, nhưng mà phải học trước, phải nhớ. Chẳng hạn như nói 12 nhân duyên, nói 12 nhưng mà kể ra là không được. Mình phải kể ra như thế nào. Cũng giống như ngày xưa mình học bản cửu chương rồi mình mới làm toán được. Cộng trừ nhân chia này nó là đầu tiên là phải học cái bản cửu chương. Hai lần một lần hai, hai lần hai là bốn, giờ học như con vẹt. Nhưng mà phải thuộc. Cũng vậy, nhân quả và lý duyên sinh. Cái điều thứ ba mình nhớ là giới cấm thủ hay là giới lễ nghi thủ, phải chấp thủ sai lầm và lễ nghi giới thiệu. Mình cho rằng phải lại theo cái kiểu này hay là cấm bông cái kiểu kia hay là mặc cái bộ áo này thì mới được, còn không thì không được. Nhiều khi mình chấp vào cái hình thức mà mình không hiểu cái hình thức đó là để làm gì. Cái chuyện này là đa số chúng ta đều mắc phải, bản thân chúng tôi cũng bị mắc, phải cảnh tỉnh luôn luôn. Chúng ta sống ở trong một cái tập thể, không thể sống trong rừng một mình được, thì mình cần phải có một vài cái quy ước để mình giao ước với nhau, làm lễ này nọ cho mọi người cùng sinh hoạt với nhau cho có trật tự. Nhưng mà đừng có dính mắc vào mấy cái đó. Chúng thấy càng ngày thì chúng ta có khuynh hướng vẽ vời, chấp vào cái hình thức, phải mặc cái áo kiểu này, cái màu kiểu kia, đầu tóc phải như thế này, lại phải lại kiểu này, thắp cái nhang là phải ba nhang hay là bốn nhang hay là cái gì đó, phải tụng cái bài kinh này, là phải xưng hô như thế kia. Nhưng mà mình nhớ những cái đó là chỉ là những cái quy ước thôi, đâu có ghi trong kinh tạng. Tôi nhớ như này mà chúng ta dính mắc vào trong đó thì là nó là thành một cái chướng ngại trên con đường. Rồi mình thấy rõ ràng, cái chúng ta thường hay nói cái sợi dây này là dễ thấy lắm, nó trói buộc người ta. Thành thử ra một cái vị nào mình tán dương, mình cho rằng cái vị đó đắc đạo này nọ, mình coi còn kẹt vào trong cái giới lễ nghi thủ này hay không, tức là còn cái vị đó còn kẹt vào trong cái hình thức lễ nghi hay không. Nếu mà cái vị đó còn bận tâm, còn kẹt vào trong cái hình thức lễ nghi thì mình biết không không hẳn là mình chắc chắn 100%, nhưng mà có cái khả năng mình biết là vị ấy chưa phải đắc đạo, chưa cắt được cái sợi dây đó. Và ngay chính mình cũng phải để ý cho đó. Dục ái tức là ham muốn về ngũ dục, tức là mắt tai mũi lưỡi thân, sân sắc ái và cõi sắc, vô sắc ái và cõi vô sắc, mạng tức là vẫn còn cái ý tưởng tôi là mắc, khó lắm. Trong bài kinh có nói có một cái vị đã đắc được cái quả đầu tiên rồi, người ta hỏi có đắc được a la hán chưa, thì vị ấy rất thành thực nói rằng chưa, bởi vì tôi biết là cái mạng tôi còn, tức là cái ý tưởng tôi là thế này, tôi là thế kia vẫn còn phản phất trong cái đầu óc của cái vị đó, khó bỏ. Nhưng mà không sao, mình nói là mình nhắm cái quả đầu tiên, tức là làm sao cắt thân kiến hoài nghi giới cấm thủ trước, hay là rồi những cái kia mình làm nó nguội lược, nó nhẹ từ từ từ, cái vô minh là còn si mê là mình thấy đó, là chúng tôi tóm tắt là như vậy. Và phân hạng thì dự lưu và dứt lai giống nhau, tức là cắt được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ. Nhưng mà cái quả nhất lai thì là suy giảm rất nhiều về cái dục ái và sân, cũng còn nhưng mà suy giảm nhiều. Tới cái cắt luôn là hai cái đó thì bắt đầu là vào cái bất lai. Rồi ở bất lai đã cắt được dục ái và sân rồi, nhưng vẫn còn vô sắc ái, cái ái vào trong cái vô sắc, ái vào trong cái sắc. Tới khi cắt được những cái đó rồi thì không còn tái sinh luân hồi nữa, tức là a la hán. Thành ra cái bản này là cái bản tóm tắt thôi, giúp cho chúng ta nhớ hiểu cho dễ ha. Bây giờ chúng ta trở lại cái hình, cái biểu đồ tiếp là số 7. Bây giờ chúng ta vào cái biểu đồ số 7. Biểu đồ này quan trọng cho chúng ta nè. Chúng ta ở đây là chúng ta muốn nói là những người phàm nhân, phàm phu tục tử như tôi thôi. Cho còn những cái vị nào đắc đạo rồi thì chúng tôi không dám nói tới. Đây là cái bản đồ này dành cho những người phàm phu, những người giống giống như bản thân của mình đang tu tập. Thì đầu tiên mình sao mà nhắm cắt ba sợi dây đầu tiên trước.
Và để cắt ba sợi dây đó thì Đức Phật đưa ra có hai phần gọi là dự lưu hướng phần và dự lưu hạnh phần. Dự lưu hướng tức là giúp mình hướng đến cái quả dự lưu. Đó là mình chưa có thành cái quả dự lưu, bây giờ làm sao mình hướng để về cái quả dự lưu. Thì là có bốn: thân cận bậc chân nhân là một, nghe diệu pháp là hai, như lý tác ý là ba, thực hành pháp và tùy pháp là bốn. Nên là mình thấy rất rõ ràng, không phải để tự nhiên mà thành được. Tức là đầu tiên mình phải tìm thầy, hoặc là mình tìm gần những cái bạn tri thức, thiện tri thức, những người bạn đạo tốt, có kinh nghiệm để mình học hỏi. Nên là mình thấy thực tế ghê, Đức Phật nói rất thực tế. Không thầy đố mày làm nên, không phải tự học được. Chỉ có thể có một số những người họ có cái cơ duyên đặc biệt thôi. Ở đây nói là về cái phần chung chung, là mình phải đi gặp thầy, có thầy, hoặc là mình phải gần gũi những cái người bạn đạo tốt. Gần gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng, rõ ràng như vậy, rất là thực tế. Rồi mình phải lắng nghe, chứ không phải tới rồi thôi rồi mình nói những cái chuyện chuyện trên trời dưới đất. Mình lắng nghe diệu pháp, hoặc là mình đọc sách, những cái đọc sách nào mà giúp cho mình tu tập, chứ không phải mình đọc những cái chuyện tiểu thuyết, những chuyện chính trị này những kia, làm cho cái tâm mình nó bị chao đảo. Nó có nó khó lắm. Nhất là bây giờ cái thời đại thông tin internet, mình thấy dễ dàng lắm. Mình vào là chạy theo những cái hình ảnh này kia, những cái thông tin thời sự làm cho mình chao đảo. Nên cuộc đời nó ngắn ngủi đó, mình làm người là may mắn lắm. Làm người trong một cái xứ sở thanh bình, tương đối thanh bình, tương đối ổn định thì mình thấy may mắn ghê lắm. Thành ra cố gắng, không biết sống nay chết mai, phải cố gắng. Rồi phải như lý tác ý, tức là mình phải có điều hướng đúng cái tâm của mình, cái những hoạt động của mình phải có điều hướng đúng theo cái đường hướng của Đức Phật dạy, hướng về đạo, chứ không phải là hướng về những cái chuyện mà nó gia tăng thêm cái phiền phiền não, phiền khổ, những cái chuyện hấp dẫn này. Là cái điều này cũng quan trọng, những cái gì mình làm mình thấy có như lý tác ý hay không, có mình có cái tác ý, có cái ý định đúng hay không, đúng cái hướng hay không. Như lý tác ý là mình tác, mình có cái ý định, ý chí đúng theo cái hướng hướng giải thoát giác ngộ. Không có hẳn là mình phải phải cạo tóc rồi đắc y xuất gia, không có. Như chúng tôi nói ngay từ đầu là những người cư sĩ vẫn có thể đắc quả dự lưu được, mình vẫn có thể sống đời sống bình thường, mà trong kinh điển cũng có cho chúng ta thấy như vậy. Có những vị cư sĩ làm vua cũng đắc quả dự lưu, làm tiều phu đốn cây đốn củi trong rừng cũng đắc được quả dự lưu, làm người đầy tớ cũng đắc được quả dự lưu, làm người thương gia buôn bán cũng đắc được quả dự lưu, cũng có gia đình, vợ con, chồng vợ này kia, sống bình thường như một cái người bình thường thôi. Nhưng mà như lý tác ý, tức là mình có cái điều hướng đúng, và thực hành pháp và tùy pháp, tức là phải tùy theo cái hướng dẫn của Đức Phật trong những cái bài pháp mình thực hành cái điều quan trọng. Sau khi mình tác ý rồi là mình phải thực hành, hạ thủ công phu. Mà thực hành đây không phải chỉ ngồi hành thiền thôi, thực hành trong những cái đời sống bình thường, giao tế, sống tử tế, sống có chánh niệm, sống có tâm từ, sống có tâm rộng rãi, và mình thấy được những cái chuyện thay đổi xung quanh mình để không dính mắc. Cái điều đó khó nhưng mà phải làm thôi. Đó là phần thực hành pháp và tùy pháp. Rồi mình thấy có bốn cái yếu tố như vậy, không biết có nghe rõ hả? Rồi có bốn yếu tố khác gọi là dự lưu hạnh phần, gọi là dự lưu phần, tức là nói về đức hạnh, cái phẩm chất của bậc dự lưu. Cái điều này nó quan trọng, nó để cái điều này có giúp cho mình thấy được cái người khác. Những cái vị mà người ta nghe đồn đại đó là cái vị đó đã đắc đạo này kia, thì dầu cho cái vị đó mình nghe đồn đại sùng tán dương đã đắc tới là a la hán rồi cũng vậy, thì mình phải coi ít ra những cái điều kiện tối thiểu của bậc dự lưu, cái vị ấy có đạt được hay không. Và muốn được như vậy thì mình phải tới gần gần gũi sinh hoạt quan sát, chứ không phải chỉ nhìn thoáng qua, nghe thoáng qua một hai bài pháp, hoặc là nhìn thoáng qua trên tivi hay xa xa đứng nhìn là mình có thể kết luận được. Là mình phải có cái gần gũi để học tập và để quan sát như cái vị đó như thế nào, và cũng mình phải tập thêm được được những cái đức hạnh như vậy. Thứ nhất, có nhiều bài kinh phổ thông nhất là nói là phải có lòng tin, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và phải có giới hạnh. Giữ giới, một người mà phá giới rồi thì mình biết không có giữ giới, mình biết cái vị đó chắc chắn không có phải là bậc bậc dự lưu hay là cao hơn.
Rồi có những cái bài kinh khác á, thì cũng nói là có lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhưng mà yếu tố thứ tư nó là có cái lòng bố thí rộng rãi, chia sẻ không có tiếc, không có giấu, lúc nào có bàn tay rộng mở. Một cái người mà keo kiệt giấu này kia thì là mình biết cái vị đó chưa chưa phải là một cái bậc gì được, và chắc chắn là không phải những bậc cao hơn. Và cuối cùng là có trí tuệ, cũng là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhưng mà yếu tố thứ tư là trí tuệ, tức là vị ấy là phải thấy rõ việc, hiểu được như vậy, chấp nhận như vậy, thẩm thấu cái lý duyên sinh, thì chúng tôi mới cũng như là một cái điều rất là vui là chúng tôi mới tổng hợp lại những cái chỗ này. Chúng tôi đưa ra ta bây giờ Phật Pháp Tăng là mình gộp lại thành một, tức là có cái lòng tin Tam Bảo coi như thành một, rồi mình giữ những cái yếu tố kia, tức là giới hạnh, bố thí và trí tuệ, thì từ đó mình cũng thấy là có đầy đủ hết, gom lại hết thành ra bốn cái chi phần. Là đầu tiên là có lòng tin Tam Bảo Phật Pháp Tăng, thứ hai là có giới hạnh sống tử tế và không có làm hại ai, thứ ba là có lòng bố thí chia sẻ rộng rãi, thứ tư là có trí tuệ. Và một điều vui là sau khi chúng tôi soạn cái bản này, chúng tôi soạn bản này cũng 5 năm 6 năm trước rồi. Rồi cách đây 2 năm chúng tôi dịch cái cuốn Những Lời Phật Dạy của Ngài Bồ Đề, thấy Ngài cũng có cái ý tưởng như vậy, Ngài cũng tổng hợp giống như vậy. Thì ra cái điều đó mình rất là vui. Đây không phải là khoe khoang, đây chia sẻ thôi. Mình thấy à, ít ra cái hiểu của mình cũng không có sai, cũng cũng giống tương tự như Ngài Bồ Đề. Ngài Bồ Đề cũng hiểu như vậy. Và muốn được như vậy là mình phải thực hành. Lòng tin Tam Bảo không phải tin suông, phải thấy, phải tìm hiểu Đức Phật như thế nào, là con người như thế nào. Rồi phải thực hành giáo pháp thì mình thấy có ích lợi thì mình mới tin. Thử, mình thấy rồi mình mới tin. Là ba chữ T, chúng tôi thường hay nói ba T ở chỗ đó. Mình phải thử, thử rồi mình phải thấy. Xong đó rồi mình mới tin. Thử thấy tin. Rồi mình sống cái đời sống tử tế, cố gắng. Rồi mình nhớ trong cái bài viết của ngài Analogio rất hay, ngài nói là cái bậc dự lưu thật sự ra là giữ không phải là giới hạnh một trong trong sạch 100%, vì ấy vẫn có thể phạm giới nhưng mà phạm nhẹ, những cái giới nhẹ, và đồng thời khi mà phạm rồi á thì vị ấy thấy sẵn sàng sám hối để mà sửa đổi. Chúng ta nhớ cái chỗ đó, và nhiều khi mình đừng có nản, mình thấy à mình phạm cái giới đó cái mình nói thôi tu không có được, không đúng. Ngay bậc dự lưu cũng có thể có phạm những cái giới nhẹ, nhưng mà vị ấy thấy được, không có che giấu, sẵn sàng chấp nhận rồi sửa đổi. Đó là cái đặc điểm của bậc vị lưu. Và có trí tuệ, có thấy được cái sự sinh diệt. Nên là cái bản này rất quan trọng. Chúng ta nhắm cái chỗ này, cái vị lưu thật phần và vị lưu hướng phần. Thì cái hình kế tiếp hình số 8, có lẽ chúng ta đi hơi lố chút xíu, các anh chị chừng 5 phút thôi, các anh chị. Bây giờ thì coi đồng hồ cũng gần cũng đã tới giờ, nhưng mà có lẽ chừng 5 phút để chúng tôi sẽ kết thúc, các anh chị cũng xin hoan hỷ. Thì cái phần này là chúng chỉ tóm tắt lại thôi, tức là nói về dự lưu hướng phần trong cái bản này thì nói về thân cận bậc chân nhân nghe diệu pháp như lý tức tác ý thực hành pháp và tùy pháp, và cái phần hạnh phần tức là cái vào lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo, là tin Phật Pháp Tăng, thứ hai là giới đức trong sạch, thứ ba là tâm bố thí chia sẻ rộng rãi, là thứ tư có trí tuệ tức là thấy được và biết được cái sự sinh diệt của mọi hiện tượng. Và chúng ta cũng nhắc lại để mà chúng ta nhớ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần để nhớ là chúng ta phải phát triển cả năm căn, tức là tín tấn niệm định tuệ, nhưng mà có những vị có cái tính căn mạnh thì có thể gọi là tùy tính hành, và có những cái vị hành giả khác có cái tuệ căn mạnh thì có là tùy pháp hành. Chúng ta nhớ như vậy, thành ra chúng ta biết để mình biết mình thuộc về cái hạng nào, và đồng thời đừng coi vội suy đoán hay là xét đoán người khác, cái điều đó là cái điều quan trọng. Bây giờ qua cái hình số 9 thì có lẽ chúng tôi cũng đi lướt qua thôi chứ không có nói nhiều. Hình số 9 ở đây bây giờ đó, chúng ta điều quan trọng, chúng ta là một cái người phàm nhân, làm sao chúng ta có cắt được ba cái sợi dây đầu tiên. Cái đầu tiên đó là về cái thân kiến là rất là khó cắt, thành ra mình phải cố gắng tu tập động não, rồi đồng thời hành thiền, rồi suy tư nhiều hơn, tức là mình biết cái thân của mình là sắc thọ tưởng hành thức, rồi trong đó mình thường thường mình đồng hóa cái yếu tố đó là tôi, hoặc là trong tôi có cái yếu tố đó,
À, hoặc là tôi ở trong đó thử được đó là cái sắc hoặc là cái thọ, là cái cảm giác của mình hoặc cái tưởng mình suy tưởng nó là gì, mình sẽ bám chấp vào trong đó, hoặc là mình phản ứng nó như thế nào, tức là cái hành, và cuối cùng nhận biết như thế nào là thức. À, mình có bốn cái chấp thủ như vậy, mình nhân cho năm cái phần tử như vậy thì coi như là chúng ta có 20 cái tà kiến về về thân mà chúng ta cần phải để ý. Còn về hoài nghi á, là hoài nghi Phật pháp tăng, mình hoài nghi không biết có đời trước đời sau hay không, mình không tin, mình cũng hoài nghi nhân quả, mình không tin nhân quả, và mình hoài nghi về cái thuyết duyên sinh. Thành thử ra mình phải suy đặt suy tư, ghi nhận, động não rồi mình phán xét. Nhưng mà phải phán xét chứ đừng có tin suông. Đức Phật không có chấp nhận sự tin suông, không vội bác bỏ mà cũng không vội tin ngay. À, mình phải suy tư. Và cái giới lễ nghi thủ hay là giới cấm thủ này rất quan trọng, mà rất dễ thấy mà rất dễ mắc phải. Mình ra để ý cái chỗ này, mình hay thay vì mình lo tu tập khó buồn chán, mình thích chạy theo hình thức, mình thích cho nó phải chân bông như hoa như thế này, làm cái bàn thờ như thế kia, thỉnh cái hình cho đẹp, rồi thỉnh người này người kia tới hộ trì tụng kinh này kia, mình dính mắc vào cái hình thức. Chúng ta nhớ chúng ta sống trong xã hội quy ước thì chúng ta cần phải có những cái hình thức để mà giao tế, để có cái sự giao tế với nhau trong đoàn thể, trong tập thể, nhưng mà đừng có dính mắc vào đó. Và khi mình bỏ quá nhiều thời giờ vào trong đó, quá nhiều thời giờ, công sức, tiền bạc đủ thứ ở trong đó, rồi để được cái gì, hao phí rất cùng. Cái tiền đó thay vì mình để cái tiền đó mình bố thí, à, cái tiền mà để vào những cái hình thức lễ nghi đó, làm những buổi lễ lớn, xe hoa này kia, để làm gì? Thì khi mình chạy theo mấy cái đó mình quên đi, chung quanh mình còn có rất nhiều người khổ, cái tiền đó mình sử dụng để mình giúp đỡ, nó có kết quả. À, là mình để ý chỗ đó, và cái chỗ đó là cái chỗ mình dùng, có thể dùng nó để mình suy đoán người khác. Một cái người mà dính mắc vào những cái đó là chưa cắt được cái sợi dây này, mà chưa cắt được sợi dây này tức là chưa nhập dòng thánh. À, đây. Và cái hình số 10 là một cái hình cũng hay, chúng tôi cũng tu tập trong một cái bài kinh, chúng tôi chỉ nói sơ thôi, anh chị vào được xin cho biết. Chúng ta là một cái vô văn phàm phu á, thì đầu tiên chúng ta phải hướng về cái bậc dự lưu, tức là cả bốn, thân cận bậc chân nhân là một, nghe diệu pháp là hai, dư lý tác ý là ba, thực hành pháp tập thì pháp là bốn ha. À, và chúng ta phát triển năm căn tính tấn niệm định tuệ. Và có người có tính căn mạnh thì gọi là tùy tùy tính hành, cái người có tuệ căn mạnh là tùy pháp hành. Thấy được chỗ này chưa? Hành khách có thấy được chỗ này chưa? Như Quỳnh thấy được chưa? Chúng ta dù có tùy tính hành hay tùy pháp hành gì nữa thì chúng ta phải quán soi năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, năm căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, và năm cái trần tức là sắc thanh hương vị xúc pháp. Chúng ta để ý, chúng ta chưa có soi đúng là để ý. Chẳng hạn như mình coi tivi á, tự nhiên cái tâm mình trộn rộn, mình thấy tại sao như vậy. Như chúng tôi gần đây có đặt cái vấn đề khi mà xem đá bóng ở trên tivi, nó chỉ là cái hình ảnh chuyển động ở trên cái màn hình thôi, mà mình nhìn như vậy tức là cái đối tượng là sắc, tức là hình dáng, phải không, ở trên màn hình đập ở trong mắt mình là cái căn, cái trần đập cái căn, là mình có cái thọ, tự nhiên mình tưởng này tưởng kia, rồi mình đâm ra có cái hành là mình phản ứng, mình reo hò hay là buồn la lối này kia, tại sao vậy? À, thay vì mình đắm say vào trong đó, mình thử mình dừng lại, mình coi cái tâm phản ứng của mình. Hoặc là mình thấy người ta đi biểu tình cho tự nhiên mình reo hò, mình chạy theo trộn rộn này kia, tại sao như vậy? Thành ra cái lúc đó là mình có phải dừng lại, dừng lại để mình thấy, và mình thấy rõ được mọi chuyện là vô thường, khổ, vô ngã, thì lúc đó mới là chuyển đổi toàn diện. Cái vị đó tuyệt đối chuyển đổi toàn diện. Và nếu cái vị đó phá bỏ được thân kiến hoài nghi và giới lễ nghi thủ rồi thì vị ấy đã trở thành bậc dự lưu, và rõ ràng là có đủ bốn cái phần tử, tức là có lòng tin tam bảo, giới hạnh bố thí và trí tuệ. À, và khi đã bậc thánh dự lưu rồi thì trong kinh điển có ghi cái phần này là chỉ biết sơ sơ cho vui thôi, tức là cái vật ấy khi chết rồi á thì sẽ có một cái hướng, có thể có nhiều cái căn duyên, còn nghiệp duyên còn nhiều á, thì có thể thất lai, tức là sẽ phải trở về tái sinh 7 lần, gọi là thất lai, hoặc là
nhất gia gia, gia gia tức có nghĩa là tái sinh vào trong những cái gia đình có liên hệ với nhau từ nhà này qua nhà kia, chứ không có đi qua những cái dòng họ gia đình khác. Hoặc là cái vị đó nhất chủng, tức là tái sinh một lần thôi, tức là cái vị đó cũng tương đương giống 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 như cái bậc nhất lai như vậy. Thì đó là thêm thêm một cái sự phân biệt nhỏ nhỏ như vậy thôi, chứ không có quan trọng. Mình biết để mình làm quen. Rồi cái vị đó tiếp tục tu tu tập cho đến những cái đạo quả cao hơn. Cái mà mình quan trọng nhất á, là dự lưu hướng phần thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, dư lý tác ý và thực hành pháp và tùy pháp. Cái điều điểm thứ hai mình cần lưu ý là chúng ta phải thực hành phát triển năm căn, tính tấn niệm định tuệ, nhưng mà theo cái cơ duyên của mỗi người. Mình đừng vội kết đoán người khác, bởi vì có hai cái hướng đi tùy theo cái căn duyên. Hoặc những người mà họ có cái lòng tin mạnh thì gọi là tùy tính hành, mà người có cái tuệ căn họ mạnh hơn thì gọi là tùy pháp hành. À, sau khi đó rồi thì nếu mà có thành công rồi thì mình thấy có được cái bốn cái đức hạnh căn bản, tức là lòng tin tam bảo, có giới hạnh, có bố thí và có trí tuệ. Thì đó, những cái điều đó mình cần phải nắm bắt để mình thấy rõ cái bản đồ mình đi như thế nào, chứ không có kiểu mà mơ hồ khơi khơi như vậy, như mà chúng ta thường hay hay hay, hay nghe người ta nói. Thôi thì để kết luận thì chúng tôi đưa ra cái hình số 11 và có lẽ cũng không có quan trọng lắm. Dạ, bây giờ các anh chị vào sau cái hình số 11 chưa? Và dạ, cảm ơn chị Nguyên Tuệ, dạ, cảm ơn Champa. Bây giờ thì chúng tôi chỉ trích hai cái đoạn này để chúng ta có cái thêm một cái niềm tin. Là trong thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật cũng có nói rồi. Không phải có rất nhiều vô số cả trăm cả ngàn người đệ tử cư sĩ nam và nữ, chứ không phải chỉ có nam thôi, nam và nữ, chúng ta nhớ chỗ đó để mấy chị đừng có bị mặc cảm. À, nam và nữ như nhau, có khả năng như nhau. Những vị đó mặc dầu có gia đình, sống tại gia, nhưng mà các vị đó thực hành lời Phật dạy và đắc được quả dự lưu và nhất lai, và ngay cả có những vị đắc được quả bất lai nữa. Thì Đức Phật khẳng định như vậy. Thì ra đối với mình, cái nhìn thực tế chúng tôi là làm sao đắc cái quả dự lưu trước cái đã, và cái quả dự lưu này mở rộng cho tất cả mọi người, nam cũng như nữ, mọi yếu mọi thành phần trong xã hội, mọi lứa tuổi, cư sĩ lẫn tu sĩ. Thật ra người cư sĩ vẫn có thể đắc được cái quả đầu tiên, và cái đó là cái quan trọng, làm sao nhập được cái dòng thánh giải thoát. Thì theo cái nhìn chúng tôi đã quan trọng, thành thử ra chúng tôi chỉ đưa ra hai cái đoạn kinh này, các anh chị đọc đọc để có cái lòng tin. Và Đức Phật có nói rõ ràng như vậy, chứ không phải là do mình nói, do mình suy diễn. Có ghi rõ ràng trong cái bài Trung Bộ Kinh số 73, Đại Kinh Vajragotā, Đức Phật nói có cả trăm mấy trăm người như vậy trong cái làng đó. Rồi ở trong thành phố Vesali, trong cái bài Đại Kinh Bát Niết Bàn, Đức Phật có kể ra những cái tên của những vị cư sĩ đó đã đắc được cái quả dự lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Thì đó là cái phần cuối cùng chúng tôi xin trình bày ngày hôm nay. Trong cái thời gian trình bày chia sẻ thế này, chắc chắn là có những sơ xuất, và xin mong tất cả quý chư tăng ni cũng như quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để kết thúc thì chúng tôi xin đọc cái bài hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hậu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư tôn đức tăng ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây,
hay là món duyên lành để dứt coi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa chúng tôi xin thành kính tri ân quý chư tôn đức tăng ni đã quang lâm đạo tràng để chứng minh cho buổi nói chuyện, và cũng xin kính cảm ơn tất cả quý anh chị đã lắng tâm theo dõi suốt trong suốt 90 phút vừa qua. Trước khi xuống mic và đóng room, chúng tôi xin kính chúc tất cả được mọi mọi điều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì hình như là các anh chị ốp khác, MC khác bị bận hết, thành thử ra chúng tôi sẽ đóng room. Xin con cũng xin kính chúc sức khỏe sự nguyên thông.